hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triều Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triều Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triều Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triều Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triều Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triều Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triều Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triều Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triều Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triều Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn.
Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triệu Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triệu Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triệu Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA Pink Diamonds, Cẩm Thạch AJ, Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc. Chưa đâu sao đâu. Ready. Ok. Hôm nay là Lâm Triệu Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Ngày hôm nay là chương trình Grand Opening của thương hiệu Lâm Triệu Vĩ Diamond. Thì quý vị nào mà chưa có cơ hội nhìn tổng thể tiệm thì đây là tiệm mà bao nhiêu như là hơn một năm nay là mình livestream ở đây. Thì quý vị thấy đây là cái không gian của tiệm cũ. Thật sự nó là tiệm mới, bây giờ mình gọi nó là tiệm cũ. Thì mỗi lần là em livestream ở trong đây, không biết Jacob có thấy ở bên trong được không? Quý vị thấy là chỗ đó là chỗ ngồi của Lâm Triệu Vĩ, có hai cái ngà voi bên đó với cái ghế ngồi đó. Thì ngày hôm nay là mình không livestream ở trong đó, mà mình sẽ nói chung là sẽ có một dịp mình đi tổng quát ở đây cho quý vị thấy không gian tiệm này. Chưa bao giờ, thật sự quý vị là chưa bao giờ chúng tôi có cái dịp đi giới thiệu quý vị gọi là open house ở đây phải không? Vâng, có nhiều chưa, quý vị chưa kịp open house. Dạ. Có nhiều quý vị từ ban xa chưa thấy thì tiện đây quý vị sẽ thấy. Nhưng mà chưa kịp open house bây giờ lại có open house mới. Thì bây giờ sẽ mời quý vị tiếp tục đi qua. Nếu mà em muốn em clear cái chỗ này cho quý vị thấy là đây là chính giữa sân khấu Phước Lộc Thọ nè quý vị. Đây là trung tâm Thương Xá Phước Lộc Thọ. Đã có Christmas rồi á quý vị. Rồi từ ở dưới đó, từ dưới sân khấu Phước Lộc Thọ quý vị nhìn lên đây. Đó. Là quý vị thấy là thương hiệu chúng tôi nằm ngay ở đây. Đó là phần 1. Rồi bây giờ mình đi qua phần 2. Phần 2 đây quý vị, đây là cái showcase đầu tiên. Rồi cái showcase thứ nhì ở đây là quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái sản phẩm trang sức đặc biệt, độc đáo. Có những cái mẫu thiết kế của những thương hiệu rất là nổi tiếng. Và cứ qua đó, đây có nhiều người đang muốn đi qua, ai muốn đi qua không? Muốn qua không? Bye. Đây Hương Giang, rồi đây là Thanh đó, quý vị thấy là rồi bây giờ nè quý vị, ngày hôm nay là quý vị thấy là không gian mới của tiệm, rất là nhiều bông. Ngày hôm nay là mình phải dọn bớt bông đi đó quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị vào không gian mới của tiệm ha. Rồi đây, hình ảnh thấy được không?
quý vị, đây là tại vì mình hôm nay là mình làm trực tiếp, moving around, gọi là di chuyển vòng vòng cho quý vị thấy. Thì đây là không gian mới của tiệm đây đó, trên màn hình thì như mình thấy hình trên TV đây phải không? Rồi, một lần nữa đây là những cái sản phẩm kim cương rất là đặc biệt của công ty. Quý vị có hai nơi để quý vị có thể đến tham quan cùng với công ty Lâm Trừ Vĩ Diamond, hai không gian khác nhau, hai dòng sản phẩm kim cương khác nhau và rất rất là nhiều kim cương. Nói thật sự quý vị là nếu mà để một cái tiệm kim cương mà đem hộp xoàn ra mà trưng bày hết tất cả những gì chúng tôi có đó quý vị, thì nó sẽ trở thành một cái chợ như là Super Walmart mới được. Chứ còn kim cương thì nó rất là đa dạng quý vị, mình không thể nào mà mình trưng everything từ một cái nhẫn 200 đồng cho đến cái nhẫn 200.000 đô la. Cho nên là những cái sản phẩm mình trưng bày nó ở mang một cái vị trí tiêu biểu để quý vị thấy được những cái sự đa dạng trong công ty chúng tôi. Và nếu mà quý vị có mua sắm cái gì mà quý vị chưa thấy thì chắc chắn chúng tôi đều có tất cả những sản phẩm đó. Thì đây là cái không gian xung quanh tiệm. Và ở bên đây á, thì mình lại có một cái dòng sản phẩm mới của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà quý vị cũng đã coi livestream ngày hôm qua. Thì như Lâm Trừ Vĩ mới post trên Facebook buổi sáng ngày hôm nay, cho nên là quý vị thấy là ở góc này, và mình sẽ có thêm nhiều cái giới thiệu quý vị nhiều hơn trong những cái lần kế tiếp. Cho nên là rất nhiều quý vị nói với Lâm Trừ Vĩ với nôm nao muốn coi livestream grand opening mà sáng nay thì em mới share cái livestream của ngày hôm qua. Ở bên trong đây là thì là một cái không gian khác nữa quý vị, để Lâm Trừ Vĩ em đứng ở đó được rồi, khỏi cần zoom in, nhưng mà cho quý vị thấy là ở bên đây, ở trong đây mình có một cái không gian khác nữa. Đây là cửa nha quý vị, đó, không gian này thì cũng đang chuẩn bị hoàn thiện thêm một cái không gian mới. Nhưng mà không gian này thì không phải để cho khách hàng, mà đây là không gian riêng của nhân viên. Rồi xong ha. Giờ quý vị cũng thấy sơ sơ thôi, chắc chắn là mình sẽ còn nhiều cái phiên livestream khác nhau trong mùa lễ này. Rất là nhiều những cái điều đặc biệt, quý vị thấy đây là những cái sản phẩm của công ty, rất là nhiều những cái mẫu thiết kế one of the kind, chỉ có một mà thôi. Ở đây quý vị thấy anh Tim C2, đây có nhiều quý vị thấy Tim gửi hàng đi hay là gặp Tim bao nhiêu chục năm nay thì lâu lâu xuất hiện lần C2 cho quý vị biết ha. Đó, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với phiên bản livestream ngày Grand Opening đặc biệt buổi tối ngày hôm nay, cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và bây giờ Lâm Trừ Vĩ sẽ set up đây là cái chỗ mà quý vị nào đến tiệm mà quý vị muốn chụp hình thì ra đây cùng với chúng tôi. Rồi giờ cứ chần vào và chúng tôi ngồi xuống. Và hôm nay là coi như cái gì cũng mới nha quý vị, cho nên là hình ảnh sao hay là cái gì đó, nếu mà nó có cái gì đó nó chưa có hoàn thiện thì quý vị cũng thông cảm, mình sẽ hoàn thiện hơn. Mà ngày hôm nay quý vị thấy không, bông quá trời bông, là khai trương ngày hôm qua được rất là nhiều quý vị tặng bông. Wow, em thấy luôn. Rất là nhiều quý vị thả tim cho em. Ở đây là có bông, ở ngoài đây thì có bông, ngoài kia có tim. Thì bây giờ quý vị cho Lâm Trừ Vĩ vài phút để nhân viên mọi người sẽ đóng cửa, khóa cửa, security. Rồi mình bắt đầu vào chương trình livestream buổi tối ngày hôm nay ha. Ngay bên cạnh đây của Lâm Trừ Vĩ là sản phẩm vòng kỳ duyên. Đây là những cái mẫu thiết kế của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng với công ty Lâm Trừ Vĩ Diamond, và rất là nhiều những sản phẩm kim cương trang sức cao cấp, thương hiệu nổi tiếng, và chúng tôi sẽ là những người độc quyền gửi đến quý vị trong những cái trong mùa lễ holiday này ha. Rồi bây giờ cảm ơn quý vị nha, để làm em vào Facebook luôn. Nhắc lại quý vị nào đang coi Facebook, quý vị có thể share chương trình cùng với Lâm Trừ Vĩ được không? Quý vị nhìn thấy cái không gian mới như thế nào, quý vị cho ý kiến nha. À, tại em thấy lên em thấy màn hình nó cũng sáng mà cũng đẹp đó, cái đó là theo em thôi. Còn nếu quý vị có thì quý vị cứ vào Facebook hoặc là YouTube, quý vị comment cho Lâm Trừ Vĩ thấy để mình biết. Rồi còn gì chia sẻ nữa, ngày hôm qua grand opening như thế nào? Wow, phải nói là mỗi năm nó mỗi đông đảo hơn. Thật sự hôm qua thì quý vị nào mà chưa ra thì quý vị sẽ thấy rất là đông mà rất là vui. Cũng phải nói rất là cảm ơn quý vị bao lâu nay vẫn ủng hộ, và ngày hôm qua đặc biệt ngày hôm qua quý vị ra mà phải nói là đông nghẹt luôn quý vị. Quý vị biết để em kể quý vị nghe là dạ cảm ơn chị Hương Đỏ đẹp tuyệt vời, cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đến với công ty cùng với chúng tôi. Trước khi vô chương trình thì
Lâm Trường Vĩ rất là cảm ơn tất cả. Đầu tiên thì phải nói là nếu mà Lâm Trường Vĩ không có quý vị thì chúng tôi không có được những cái cơ hội để phục vụ cái nhu cầu mua sắm kim cương của quý vị. Nhờ quý vị mà chúng tôi có được những cái điều kiện. Mà cái điều quan trọng hơn những cái đó là được quý vị ủng hộ, quý vị tin tưởng, quý vị yêu mến chúng tôi và giúp cho chúng tôi có được những cái nguồn tài chính vững chắc. Và càng ngày chúng tôi càng cảm thấy mình tri ân khách hàng nhiều hơn và mình muốn có những cái điều tốt đẹp hơn để đem đến khách hàng. Cái điều đó là cái điều khởi xướng đầu tiên mỗi ngày Lâm Trường Vĩ thức dậy. Và ngày hôm nay để có được chương trình livestream này thì cũng cảm ơn tất cả nhân viên trong thương hiệu Lâm Trường Vĩ Diamond. Cảm ơn Christian, cảm ơn anh Tim là lúc nào cũng hỗ trợ về tất cả mọi thứ. Jacob là làm về về hình ảnh, về livestream. Chị Hương Giang là làm về sale, gặp gỡ quý vị khách hàng. Mình có thêm bạn nhỏ Triệu Vĩ nhỏ nữa là cũng hỗ trợ cho những cái việc đóng gói hàng. Và chắc chắn trong mùa lễ này công ty chúng tôi sẽ còn rất là nhiều những cái công việc bận rộn để đem đến niềm vui cho quý vị. Quý vị thấy có là mình phải nói quá may mắn để có được một cái nhiệm vụ là đem đến niềm vui cho người khác quý vị. Trong cuộc sống mình mà mình được cái điều kiện để làm cho người khác vui, cái đó đối với Lâm Trường Vĩ đó là một cái giấc mơ. Và rất là cảm ơn tất cả những quý vị, bạn bè, khách hàng, những người đồng hành, những công ty, những thương hiệu, những manufacturer, những CEO của những tập đoàn kim cương nước ngoài đã cùng với chúng tôi. Và chắc chắn mặc dù mình nói tiếng Việt nhưng mà trên cái caption họ sẽ translate và họ cũng đang rất nhiều người đang coi Lâm Trường Vĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn rất là nhiều những người bạn đồng nghiệp trong Phước Lộc Thọ, những tiệm xung quanh chúng tôi, những người làm việc với chúng tôi rất là nhiều năm cũng gửi quà chúc mừng. Và nó rất là nhiều khách hàng, bởi vì có những khách hàng ngày hôm qua là Annie, rồi mẹ Annie, rồi phải nói là nếu mà em có quên ai đó thì quý vị cũng đừng có buồn, bởi vì Lâm Trường Vĩ nhớ tất cả quý vị. Chỉ có nhiều khi hỏi ngay bây giờ mình không nhớ được hết, nhưng mà mỗi cái những cái điều tốt đẹp quý vị gửi đến Lâm Trường Vĩ, gửi đến thương hiệu Lâm Trường Vĩ là những cái điều chúng tôi vô cùng tri ân. Và một lần nữa cảm ơn tất cả khách hàng khắp nơi trên thế giới. Và ngày hôm qua có chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến chơi, rồi chị livestream cái những cái sản phẩm của chị trong đây. Rồi nói chung là rất là vui quý vị. Nói chung cuộc sống này của chúng ta, nếu chúng ta có được nụ cười, chúng ta nhìn một cái gì đó, chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta có thể bớt những cái buồn phiền trong cuộc đời mình thì quý vị nên làm. Nếu quý vị mua kim cương, quý vị vui, quý vị làm. Nếu quý vị ra đường, quý vị đi ăn một bữa ăn ngon, uống một ly nước ngọt, hay là ăn một miếng bánh ngọt, làm cho quý vị vui, mình cứ làm. Và ngày hôm qua được thương hiệu nhà hàng Roda đảm nhiệm phần ẩm thực của ổ bánh khổng lồ. Phải nói là cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Và ngày hôm nay thì Lâm Trường Vĩ sẽ gửi đến quý vị một cái phiên bản livestream cho ngày Grand Opening. Ngày hôm nay là Grand Opening, chắc chắn tất cả sản phẩm nó phải có một cái gì đó. Nó ngày hôm nay em có một cái sản phẩm, em không nhớ một hay là hai hay là ba, những cái sản phẩm này mình đã thiết kế lên chỉ trong vòng có 2 đến 3 tháng thôi, mà cái những cái sản phẩm này là làm lên vì chương trình này. Cho nên là khi mà em biết là em sẽ nhận được cái tiệm này, Lâm Trường Vĩ liên lạc với nhà thiết kế, liên lạc với công ty để mình lên những cái sản phẩm kỷ niệm, và quý vị sẽ không thấy những sản phẩm đó một lần nào nữa trừ ngày hôm nay. Cho nên là rất là đặc biệt để gửi đến quý vị. Nếu mà Christian nghĩ chắc là cũng là special lắm hả? Không những sản phẩm mà phải nói là sale hả? Hôm nay là sale 45% off, và Christian cũng không hề thấy những cái sản phẩm mới đó luôn. Không một nhân viên nào trong tiệm biết được những sản phẩm đó trừ bạn truy cập là em quay hình cho nên em biết được cái sản phẩm nào, chứ còn tất cả mọi người còn lại không ai biết được gì hết. Cho nên cái gì nó cũng bí ẩn bí mật, nhưng mà sẽ bật mí với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, phải không? Vâng, rồi thì quý vị cứ xem nhé. Việc phải nói là quý vị vào xem, quý vị ủng hộ, quý vị coi thử như thế nào. Cảm ơn của anh
cho những cái like hoặc là những cái bông gì đó lớp lớp gì đó, em thấy cũng dễ thương lắm. Dạ, bông với tim với hoa, phải chi mà những cái đó mà mình tiền hả, đổi thành tiền chắc là cũng nhiều lắm, cũng ôm về gói ha. Ok không, everything good nè. Ok rồi, bây giờ quý vị nãy giờ là quý vị thấy là rất là vui, và chắc chắn là trong những cái lần kế tiếp á, quên nhắc với quý vị thấy rõ ràng là cái view của tiệm Lâm Trừ Vĩ là một trong những cái view đẹp nhất nếu mà nói về phong thủy, nói về cái gọi là mình nói về cái gì đó, về cái prime location đó quý vị. Thì ở đây em thấy là quý vị bước vô ngay trong đây là quý vị thấy nhìn trên lầu là ngay có một cái tiệm răng, nhìn đối diện đó là cái tiệm công kim cương của chúng tôi ngay trên lầu 2. Cái view này là view gọi là cái premier view, gọi là view nhìn ocean view á, đúng không? Nếu mà trong cái mall này thì cái view của chúng tôi hiện tại bây giờ là một cái view đẹp nhất, và quan trọng hơn tất cả, đây là một cái địa điểm nó có sự an toàn nhất mà Lâm Trừ Vĩ cảm nhận và lựa chọn. Tuy nhiên tất cả mọi thứ xung quanh đây đều có những cái hệ thống technology về security, an ninh bảo mật tuyệt đối nhất mà chúng tôi có thể, cho nên là rất là cảm ơn quý vị. Và cũng chào đón có quý vị nào mà muốn chia sẻ gì không, chờ để cho bạn chơi cập chuẩn bị download hình ảnh lên rồi chào đón quý vị vào chương trình luôn ha. Rồi cảm ơn rồi nha. Bây giờ đây là mình có không gian bữa nào mình diễn kho trong đây nữa. Ok, cảm ơn quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị nhìn lên màn hình cho một mẫu hàng đầu tiên. Cảm ơn Michael, cảm ơn cô Anh Ngô, cảm ơn chị Christy, hello chị Sương, chị Mây Lương, cảm ơn Hương Đỗ, cảm ơn chị Tuyết, và rất nhiều tất cả những quý vị khắp nơi. Chúng ta bước vô mẫu thiết kế đầu tiên, quý vị thấy cái mẫu thiết kế này nhìn nó ý nghĩa gì không quý vị? Nó là ý nghĩa của một cái tháp, nghĩa là cái nền tảng nó đi từ lớn, từ từ mình bước lên từng bước để mình có được một cái độ cao. Thì đó cũng là ý nghĩa mà công ty chúng tôi ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị, một sợi dây chuyền kim cương đẹp tuyệt vời luôn quý vị. Mẫu thiết kế này Lâm Trừ Vĩ sẽ tặng cho quý vị sợi dây chuyền luôn. Và thiết kế này em cho quý vị biết cái giá nè quý vị. Cái giá của mẫu thiết kế này là $4,800. Mẫu này mình sẽ bán trên thị trường trong một vài tuần nữa. Ngày hôm nay mở đầu chương trình, cái mặt dây chuyền này dài tới 1.25 inch. Lâm Trừ Vĩ sẽ gửi đến quý vị chỉ có $850. Ô mà quên nữa, chị Hương Giang lấy giùm em cái phần quà để tặng cho quý vị hôm nay. Tất cả quý vị mua sắm mình có một phần quà tặng ha. Chị lấy ra cái giỏ mà có ông rồng á, quà tặng kỷ niệm của công ty ngày hôm nay, 123 đây đó. Đây là sẽ là tất cả quý vị nào đâu trời. Rồi mình nói tới cái sợi dây chuyền thì quý vị thấy đẹp lắm nha. Được, rồi không sao, sẽ có quà. Okay, rồi cho một gói đây, một đây quý vị, đây sẽ là phần đẹp quà đó, kỷ niệm của công ty. Quý vị thấy đóng gói cũng làm, nếu mà quý vị lưu ý hồi nãy những cái hình ảnh xung quanh đây, tất cả tiệm decor nó đều có những cái signature, chính cả cái bao bì ở đây cũng vậy luôn. Cho nên là quý vị nào mua sắm ngày hôm nay sẽ nhận được một phần quà kỷ niệm ngày grand opening đặc biệt của công ty chúng tôi nha quý vị. Cái này là gọi là souvenir. Và đừng lo quý vị, cái souvenir này là phần một. Bữa nào nguyên cái mùa lễ năm nay Lâm Trừ Vĩ sẽ còn rất là nhiều những cái bất ngờ gửi đến quý vị nữa nha. Rồi em sẽ để ngay đây để cho mình vừa bán hàng, để quý vị vừa nhìn thấy những cái này, để quý vị nhớ là mua hàng bất kỳ giá nào đều có quà tặng. Rồi, và cảm ơn chị Hằng Nguyễn, cảm ơn Lucky Store. Rồi, mẫu thiết kế này 850 đồng. Chúng ta sẽ bước ngay qua mẫu thiết kế số 2. Mẫu thiết kế số 2, quý vị ơi, lại là một mẫu thiết kế cũng đặc biệt. Đây là những sản phẩm mà công ty chúng tôi đi qua một cái collection mới của tiệm này. Thì đây là một trong những cái collection quý vị sẽ lần lượt được giới thiệu đến quý vị. Mẫu thiết kế số 2 là một cặp bông tai kim cương, mà đây là những viên đá sapphire thiên nhiên nút vặn ở phía sau nha quý vị. Đó, đây là em phải vặn cái nút này vào nè. Đây, quý vị thấy những cái viên này đẹp không quý vị? Cái màu này cũng giống như trong tiệm vậy đó. Âm thanh nghe 2-3 tiếng là nó hơi bị vang hả? Để em coi có thể là do em mở cái gì không. Ok rồi, để cái trần giới thiệu đi. Vâng, thì quý vị thấy rồi, với những viên đá sapphire với giá cắt là hình giọt nước, một cái màu xanh sapphire, những viên đá sapphire này quý vị sẽ nhìn cái màu. Giờ chắc ok rồi, nãy có thể âm thanh nó khác. Nào quý vị sẽ biết đây là những viên sapphire chất lượng cao mà đẹp nha quý vị. Và những cái hình ảnh quý vị thấy rồi, đi với những viên kim cương bọc xung quanh cho mỗi viên đá sapphire này,
nó có 4 viên nha quý vị, 4 viên sapphire mỗi bên, dễ thương lắm quý vị, một cái màu xanh rất là đẹp. Mẫu này đó quý vị, mẫu này em không nhớ giá bao nhiêu. Cái này là sapphire của Miến Điện, Natural Sapphire. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị cặp bông tai này chỉ có, rồi đặc biệt cho quý vị luôn, $590. Cặp bông này là 1.600, bây giờ còn 590 đồng nha. Đẹp lắm, từ cái kiểu thiết kế bằng vàng, màu vàng và nút vặn phía sau. Đó, vị trí xỏ vào, đó, vặn vào thôi, nó rất là dễ, đơn giản đông đưa. 590 đồng. Đó, chỉ có một đôi này thôi nha vị. Đây cũng lại là một, phải nói là một cặp bông tai với một cái kiểu thiết kế và những viên đá sáng ngời xuất sắc. Dạ. Hồi nãy đoạn đầu thôi. Hồi nãy quý vị thông cảm là đoạn đầu là nó có thể nó bị rè rè, tiếng nó bị vang lại á. I guess có thể là do cái mình mở cái âm thanh trong đây. Thông thường là khi mà em livestream thì em phải tắt cái âm thanh trong cái computer. Khi mà nó có hai âm thanh cái tự nó bị vang vang lại, cho nên sorry quý vị nha. Dạ vâng, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày hôm qua như Lâm Dưỡi livestream với chị Kỳ Duyên á, thì quý vị biết ngay đây là ngay mặt tiền rồi quý vị. Nhiều khi mấy cái xe người ta kéo đi ngang rần, cái hai người nói chuyện cái không ai nghe, chỉ cho nghe tiếng xe rần đúng không ạ? Thì thôi, quý vị biết là đâu phải là đóng phim đâu quý vị, cái này là phiên bản mà gọi là đời thường, mà có chuyện gì thì nó vậy thôi, nó tự nhiên. Rồi nha quý vị, và xin mời quý vị qua mẫu thiết kế số 3. Mẫu thiết kế số 3, cái mẫu này tại sao ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ giới thiệu đến quý vị, đây là một chiếc nhẫn band mà quý vị nhìn vào cái chấu là những cái prong mà người ta gắn những cái viên hột xoàn này á để làm lên chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này là bằng platinum, hiện giờ cái size của nó là khoảng size 5, mình có từ size 5 cho đến size 6.5. Tuy nhiên quý vị nào muốn đặt chiếc nhẫn này mình cũng sẽ order cho quý vị nha. Cái này là 2.5 ly thôi, 2.5 ly, tất cả là hột xoàn nước đi, đẹp vô cùng luôn quý vị. Quý vị nhìn những cái chấu, quý vị thấy nó đi, mình thấy rõ từng cái hình dáng của mỗi viên kim cương, mình không phải mình thấy 4 cái chấu mà mình thấy nguyên cái hột xoàn một cái vòng tròn mà quý vị không thấy cái viền vàng, bởi vì đây được làm bằng platinum và hột xoàn nước đi VVS. Và Lâm Thủy gửi đến quý vị mẫu thiết kế này với cái giá là wow, $990 một chiếc duy nhất, $990 nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Rồi mình để với một chiếc nhẫn band, nhưng mà cái kiểu giống như Eternity đó vị, nó chỉ giống như nó đi hơn cả nửa vòng chiếc nhẫn, nó gần hết luôn nhớ vị, nó chỉ chừa một khúc ở dưới thôi. Và đây là những viên kim cương 2.5 ly kết lại, và đều là những viên kim cương rất là trắng sáng đẹp. Đây phải nói một cái giá rất là đặc biệt cho chương trình ngày hôm nay, chỉ có 990 đồng quý vị sẽ thấy một chiếc nhẫn rất là đẹp với lại những viên kim cương xuất sắc đây. Quý vị nhìn những cái hộp xoàn ở đây, quý vị thấy cái cũng là một cái nhẫn band, nhưng mà khi quý vị đeo chiếc nhẫn này band này trên cổ tay quý vị sẽ thấy nó không phải giống như những cái nhẫn band mà quý vị mua hàng ngày. Một cái nhẫn band nó có cái chi tiết trong một cái design, nó gọi là custom design tuyệt vời. Và chúng ta sẽ bước qua một mẫu thiết kế xuất sắc kế tiếp luôn, không thua kém gì ba bạn thí sinh vừa gửi đến quý vị mẫu thiết kế số 4. Giống như thi hoa hậu đúng rồi quý vị, giống như thi hoa hậu ha. Rồi đang nói chuyện giờ đó, quý vị làm sao không, để chị Giang ơi chắc cho em 2 ly nước cho bạn Quý Trần luôn. Quý vị mỗi lần mà chuẩn bị làm show á là Quý Trần là lúc nào cũng bỏ thời gian đi pha nước quý vị, mà trong khi đó Lâm Trụy nói chứ tí nữa đây là có rất nhiều người có thể ghét pha nước dùm, mà Quý Trần thích đi pha nước chắc là khát nước lắm hả? Không phải, tại vì em thích chuẩn bị vậy lát nữa mình khỏi làm phiền ai hết. Em thì cứ tưởng là chắc là pha nước vậy là ý phong thủy hay cái gì để có nước vô hay gì đó, em không biết nữa, nhưng mà em nói để khỏi cần pha nước. Thôi nước vô thì không cần, tiền vô thì được rồi. Chứ không phải phong thủy, cái đó là chỉ là thích như lo xa vậy á. Người thích lo xa, nhưng mà đừng đi xa quá là ok. Nói chung là quý vị thấy không, bây giờ nói chuyện xong bắt đầu khát nước. Mỗi cái show này ngồi đây á là ít nhất là tốn là 3 chai nước. Đúng. Ít nhất hay là 4? 3 chai là 3 chai nhất. Đó, 3 chai. Cho em 2 ly, hai người hai ly. Không, mà đối với Lâm Trường Vĩ là phải 4 chai, tại vì Lâm Trường Vĩ không uống nước không, mà uống cà phê rồi uống tùm lum hết. Rồi, uống nhiều thứ, uống tùm lum nghe nó hơi bị bình dân quá, nó không có sang phải không? Ok quý vị, xin nhờ quý vị thấy cái nhẫn số, cảm ơn quý vị khách hàng nay coi livestream đông quá quý vị.
Bữa nào là chương trình Thanksgiving mình ăn ở đây luôn, chắc là quay livestream cho quý vị em ngồi ăn gà tây luôn ha, ngồi gặm hai cái đùi gà ha. Ok rồi, cái sản phẩm số 4. Số 4, quý vị nào có thể đoán giùm em đây là chiếc nhẫn gì không quý vị? Có quý vị nào mà có thể dùng một cái giác quan thứ 6 của quý vị, quý vị đoán được cho em là cái nhẫn này là viên đá gì đây không quý vị? Có quý vị nào đoán được không? Đoán được là nếu mà quý vị nào đoán trúng là quý vị nào mà mua cái này là sẽ có hai phần quà tặng đi kèm theo. Wow. Chứ không phải một phần là trúng thưởng, chứ là một phần là quà tặng của kỷ niệm nha. Yeah. Bây giờ đếm tới từ 1 tới 10 thử coi. Rồi cho em hai ly nước nha. Đó, đây đi, pha đây đi, em lấy được rồi. Đó. Nào là mình phải có mua cái con robot mà nó chạy vòng vòng á. Được. Pha đi, để đây em lấy cho ông sao đâu. Để cho con robot nó chạy vòng vòng trong tiệm, nó pha nước khách hàng tới uống cà phê, uống gì đó ha. Nó tới lấy một sòn luôn ha. Đúng, nó giống như là bây giờ người ta cấy tóc, người ta dùng con robot. Nãy giờ bây giờ quý vị nào không đoán được phải không? Đếm từ 1 tới 10 nha. Hay là 1 tới 3 nha. 1, 2, 3. Đây là viên đá Alexandrite. Một viên đá đổi màu, một viên đá hiếm có nhất trong tất cả những loại đá màu. Chết cha, chị Lily Nail Spa đã đoán trúng. Ok, một phần thưởng đến chị, cho dù mua hay không mua, trẻ nhận được một phần thưởng là đoán trúng. Chúc mừng chị Lily Nail Spa. Tuyệt vời, bảo đảm đây cũng là một, nếu mà đoán đúng như vậy là em biết đây cũng là một khách hàng phải mua cũng rất là nhiều sản phẩm của công ty mình. Phải mua công ty nhiều. Tại sao em nói mua của em nhiều là bởi vì em bán rất là nhiều đá Alexandrite, mà em biết trên thị trường chính cả những công ty Mỹ cũng chưa chắc có đủ những loại đá Alexandrite giống như công ty chúng tôi mà bán. Cho nên là chúc mừng. Và chiếc nhẫn này được làm bằng platinum. Cái viên đá Alexandrite này là một viên đá đổi màu xanh tím. Và viên đá này là nặng là 0.6, gần 0.70 carat. Nó nhỏ nha quý vị, nhưng mà được làm bằng platinum. 1.790 đô la. Đây, cái này là em phải cầm đi. 190 đồng cho một chiếc nhẫn Alexandrite nha quý vị. Nhìn vào nó giống như một viên kim cương màu green diamond. Tại cái độ chiếu và cái độ đẹp của cái viên đá, những cái viên đá Alexandrite này quý vị ơi, nó thật sự nha quý vị. Nhiều công ty lớn mà mình nói đó, họ nói rất là khó kiếm chứ không phải là Lily dễ. Nail Spa please nhắn tin qua cho Lâm Trừ Vĩ ngay bây giờ để Lâm Trừ Vĩ giữ cái phần quà để gửi đi cho phần trúng thưởng này nha. Rất là cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cho nên quý vị nào mà thích Alexandrite quý vị, những cái viên đá này mà quý vị thích á, nếu mà mua được em nghĩ nên mua thật sự, tại vì đây cũng lại là một cái những viên đá mà hiếm đó. Sau này em nghĩ chắc cũng còn hiếm hơn nữa. Rồi 1.700. Cảm ơn Lily. Rồi và chúng ta sẽ qua mẫu thiết kế số 5. Mẫu thiết kế số 5 ngày hôm nay là một mẫu thiết kế cũng rất là độc đáo nha quý vị. Mình sẽ có hai mặt dây chuyền này mà thôi. Quý vị nhìn cái hộp xoàn ở đây đó quý vị. Cái ánh đèn trong tiệm này hình như nó khác ánh đèn bên tiệm bên kia phải không em? Cái nó cái mặt mình nó khác hả? Em thấy cái mặt đẹp hơn á. Nhưng mà cái lý do là tại sao cái ánh đèn nó vì cái lighting hả? Yeah. Cái lighting mà bên kia, cái lighting tiệm bên kia thì nó cũng không biết sao mỗi cái chỗ ngồi nó khác nhau quý vị, cho nên là thì thôi. The lighting is on top of your head up there. Here is nó chiếu từ đây hả? Rồi vậy là ngày mai mấy anh làm điện, mấy anh hệ thống đèn lighting là sẽ có việc làm, em sẽ tốn tiền nhưng mà mấy anh sẽ có thêm việc làm, tại vì mình cần phải lúc nào lên hình cũng phải đẹp để cho cho nên là thôi thì chạy qua chạy lại hôm nào muốn chạy kia, hôm nào chạy em đây chạy tới chạy lui, nói chung mỗi cái mỗi đẹp. Bây giờ có nhiều cái này thì nó smooth, nó đẹp, nó có nhiều không gian quá. Thì ở đây Lâm Sự Vĩ ngồi livestream ở đây á, thì quý vị thấy là ngay trước tiệm, còn ở bên kia là Lâm Sự Vĩ ngồi ở bên trong văn phòng, ở bên trong nó sâu hơn. Cho nên là cái lighting nó quý vị, nhiều lắm, quý vị không có thấy được nhiều nha. Yeah. Rồi và bây giờ cái mặt dây chuyền này Lâm Chuỗi sẽ tặng luôn sợi dây chuyền cho quý vị. Hộp xoàn ở đây hai ly hình trái tim to bằng cái đồng 5 cent. Em có hai mặt dây chuyền này. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay 640 đô la, 640 đồng nha. Rồi đây cũng lại là một sản phẩm đặc biệt của những chương trình đặc biệt nha quý vị. Em bảo đảm mình chỉ này chỉ có một cái hai cái thôi. Quý vị
bảo đảm surround. Tại cái mặt dây chuyền này rất là đẹp. Đẹp là tại sao quý vị? Cái kiểu thiết kế là mình đã thấy rồi, nhưng mà đây đẹp là nhờ những cái viên kim cương nó thiệt là trắng, nó thiệt là sáng. Cho nên cái kiểu cái cháu họ chỉ đi hai cháu, cho nên mình thấy từng viên kim cương một đó, nó không có dính vào với nhau mà nhìn thấy từng viên kim cương, cho nên rất là đẹp, to cũng bằng cái đồng 5 sen đó. Nếu vì nào muốn biết nó bao to thì đây khoảng cái đồng 5 sen bao nhiêu tiền, chỉ có bây giờ cái này thôi em để cho quý vị 580 đồng. Rồi quý vị nào mà mua cái mặt dây chuyền này á, quý vị 580 đồng nha, em nói quý vị nha, quý vị tặng cho ai đó người ta đeo này lên, người ta sẽ rất rất là thích cái mẫu này. Nhưng cái điều đặc biệt hơn nữa là quý vị thấy cái mặt dây chuyền này đó quý vị, quý vị đi mua một cái vỏ hộp xoàn mà tắm để mà gắn một cái hộp 4 ly ngày hôm nay quý vị cũng không bao giờ mua được 500-600 đồng. Ở đây quý vị có cái mặt trái tim này, quý vị có thể bữa nào mà quý vị muốn gắn ở chính giữa viên hộp xoàn 4 ly, viên hộp xoàn 5 ly, viên hộp xoàn 1 carat nằm ngay chính giữa, bảo đảm quý vị cái mặt dây chuyền này sẽ trở thành giống như là mấy ngàn đô la luôn. Mà Lâm Sự Ý ngày hôm nay tặng cho quý vị sợi dây chuyền này luôn, mình có hai mặt dây chuyền này. Rồi xong nha quý vị, rất là nhiều khách hàng cũng nhắn tin ở trên Facebook của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng như Facebook của Lâm Trừ Vĩ hỏi là chương trình của công ty Lâm Trừ Vĩ Diamond có trả góp hay không. Quý vị, chúng tôi có một hệ thống nhà băng giúp cho quý vị trả góp 12 tháng không tiền lời. Quý vị có tin nổi là quý vị biết là ở nước Mỹ này những người tỷ phú người ta giàu vì tiền đẻ ra tiền. Mà người ta có thể để cho quý vị mua 12 tháng không tiền lời. Có nghĩa là sao quý vị? Em là người trả tiền lời đó cho quý vị. Lâm Trừ Vĩ là người mình là đứng ra, mình sponsor để mình trả cái phần lợi nhuận đó cho nhà băng, để khách hàng của mình có thể mua kim cương được một cách dễ dàng. Cho nên là quý vị biết là công ty chúng tôi làm rất là nhiều cái công việc để làm sao cho khách hàng đến gần với công ty thương hiệu Lâm Trừ Vĩ Diamond. Mỗi ngày mỗi đông hơn, nhiều hơn, và chúng tôi mở rộng lớn hơn trong khắp nơi trên toàn nước Mỹ cũng như trên thế giới. Rồi và bây giờ xin mời quý vị đến với một cái thiết kế này. Quý vị ơi, ngày hôm nay là số 6. Số 6 nha. Số 6 là gì? Rồi, ai thích đá màu thì đây là nguyên một bộ đá màu luôn nha quý vị. Gồm gì? Nhẫn và lắc tay. Thương hiệu FV cũng là một trong những thương hiệu mà công ty chúng tôi cộng tác và gửi đến quý vị vô vàn sản phẩm trong xuyên suốt hơn một năm vừa qua. Và cái bộ này đó quý vị, là cái nhẫn này không thôi là $3,900. $3,900. Quý vị nhìn cái khóa của cái lắc tay đẹp không quý vị? Rồi bây giờ Lâm Trụy sẽ để cho quý vị cái này là tổng cộng là 10 carat cho cái lắc tay. 10 carat, còn cái nhẫn này đó quý vị, không biết có cái nhẫn chưa, để mình nhìn thử, em cũng không nhớ cái nhẫn nhìn như thế nào. Oh wow, cái nhẫn quý vị. Quý vị nhìn ở trên màn hình cái nhẫn nó đẹp, ở ngoài đời nó đẹp hơn. Tại sao? Bởi vì trên màn hình quý vị chỉ thấy cái màu sắc, ở ngoài đời quý vị sẽ thấy được cái sự lung linh, bởi vì có những cái giác cắt của những viên đá London Topaz này nó rất là rực rỡ. Và chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Trừ Vĩ sẽ để cho quý vị, em không nhớ giá để như thế nào cho quý vị. Chiếc nhẫn này Lâm Trừ Vĩ để cho quý vị giá là $880 và sợi dây lắc tay là $690. Wow, 690 và 808. Phải 680 với 808 đi cho dễ nhớ đi, 88 hết đi. 68 với lại là bao nhiêu? 88 rồi, 680 với 808 nha quý vị. Cái nhẫn này là 3.000 mấy đô la đó quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay nha. Em nói rồi, nói tới cái chiếc nhẫn thì quý vị thấy rồi, đi với những viên đá màu aquamarine nè, hello em, rồi peridot nè, sapphire nè, amethyst, citrine và kim cương, đẹp lắm nha quý vị. To cũng gần hình như một cái đồng một sen, okay. Một cái đồng một sen. Wow, đó là chiếc nhẫn nhớ vị, 880 đồng, con số 8 cũng dễ thương. Rồi mình nói tới chiếc lắc tay này nữa, lại một lần nữa, quý vị thấy rồi, những viên đá màu cũng gồm đá garnet nè, citrine nè, aquamarine, amethyst. Rồi, 680, rồi. Và quý vị, chúng ta còn rất là nhiều. Cái bộ đá màu này thì quý vị đừng bỏ qua nha. Đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Chị lấy 880, ok chị, cảm ơn chị nha, để cho chị luôn. Có gì khi nào ở dưới Senegal lên chị ghé em nha.
Rồi đó là bộ đó mà. Rồi và còn mẫu nào thiết kế nào nữa không? Quý vị nào coi trên Facebook quý vị nhớ share giùm em nha quý vị. Chị Giang còn không em? Tí nữa có hình sáng nay là ok xong. Sáng nay là có nguyên một xe đồ ăn của Thúy Nga đem đến là sầu riêng rồi bánh bột lọc rồi chả ốc, cho nên là tí nữa ai thích ăn cái gì thì lấy về ăn. Rồi hôm qua hình như mình có vú sữa nữa, chơi cặp nó thích ăn. Ở đây là mình không biết ăn cho nên tí nữa lấy nha. Đồ ăn nhiều lắm, đây có ship đi tiểu bang theo anh Phương Đặng, em hôm giờ em đi đâu vậy? Anh là anh ship đi khắp nơi trên cái thế giới, khắp nơi trên cái nước Mỹ này rồi, bao nhiêu cả mười mấy năm nay rồi. Phương Đặng có gì nhắn tin qua cho Lâm Trừ Vĩ. Quý vị muốn mua hàng, quý vị nhắn tin cho em số thẻ credit card, địa chỉ shipping và cái gì nữa. Vậy thôi, số thẻ credit card, địa chỉ shipping thôi, nhanh gọn nha. Quý vị lấy món hàng nào chụp lại màn hình gửi qua cho em xong. Rồi và chúng ta qua mẫu thiết kế tiếp quý vị. Rồi chúng ta qua một tượng thánh giá số 7. Tại sao mẫu thiết kế này Lâm Trừ Vĩ đem lên ngày hôm nay quý vị? Lý do em đem tượng thánh giá này lên là bởi vì tượng thánh giá này đó. Lâm Trừ Vĩ làm bằng platinum. Rồi thứ ba lên quý vị, bằng platinum. Và đây là một cái viên ngọc vàng đẹp lắm quý vị. Cái này là em thấy nam mà thích đeo tượng thánh giá, quý vị đeo cho em cái này. Tượng thánh giá này là 3 ly rưỡi, gần như là 3 ly rưỡi nha quý vị. Đó, gần như là 3 ly rưỡi. Một ngày hôm qua là bên gia đình Annie tặng bao lì xì cho mọi người luôn. Trời như Tết. Giống như Tết. Em quên em tưởng Tết. Nhưng mà cô nói rồi, cái này không phải là Tết nha, cái này là chỉ vui thôi. Dạ, mà không, quý vị biết là khai trương, mà quý vị biết là Lâm Trừ Vĩ bán kim cương, Lâm Trừ Vĩ cũng kiếm rất là nhiều lợi nhuận thoải mái, nhưng mà lại khách hàng lại còn tặng tiền ngược lại cho mình. Mà quý vị biết tại sao người ta tặng không quý vị? Người ta muốn gửi đến em những lời chúc may mắn, good luck. Cho nên là mình rất là quý những cái suy nghĩ mà nó tuyệt vời như vậy, có nghĩa là quý vị là những người thích cho đi. Cho dù bây giờ người ta có nhiều hơn mình, người ta có giàu hơn mình, người ta có may mắn hơn mình, tôi vẫn cảm thấy tôi may mắn bởi vì tôi vẫn có thể cho đi được. Cho nên đó là cái điều mà Lâm Trừ Vĩ học từ quý vị. Cho nên là cảm ơn tất cả những quý vị đã cho chúng tôi những cái bài học trong cuộc sống để chúng tôi càng ngày mình làm những cái việc nó ý nghĩa và nó giá trị hơn. Khi mà mình làm cái việc giá trị đó quý vị, thì cái công việc, cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ là một cái công việc giá trị giống như những cái cách mình sống. Cho nên là sản phẩm công ty chúng tôi mỗi ngày thì quý vị thấy đó, như cái mẫu này là được làm bằng platinum. Ở trên đây là mình có bao nhiêu viên ở đây. Wow, đây á, cái tượng thánh giá này là gần như 3 ly rưỡi, 12 viên, là quý vị biết làm là gần được 3 cái nhẫn. Mỗi cái nhẫn 5 hột á, 5 hột là đây là 12 hột, là coi như là, hoặc là làm nguyên một cái vòng hột xoàn đó quý vị. Tượng thánh giá này Lâm Trừ Vĩ, cái tượng thánh giá này phải trên 3.000 đến 4.000 đô la. 45% off ngày hôm nay Lâm Trừ Vĩ để cho quý vị giá là 1.970 đô la, tặng luôn sợi dây chuyền và tất cả những cái này bằng platinum. Quý vị, 1.970 đô la, 1.970 đồng, nếu Lâm Trừ Vĩ trừ đi tiền platinum và trừ đi sợi dây chuyền là hết gần 490 đồng, thì mình còn lại có 1.400, mình chia cho mười mấy viên, 12 viên, một viên hộp xoàn này có 123 đô la quý vị, chưa bằng tiền quý vị mua một viên hộp xoàn 3 ly rưỡi nữa. Cảm ơn Hana nhiều, lâu lắm rồi mới thấy em trở lại từ anh vẫn còn nhớ là em ở bên Colorado nha. Rồi đó, quý vị nào thích tượng thánh giá số 3 mà. Còn số 3 để cho cô tí đem về cho cô. Đem về San Diego, quý vị nào mà ở San Diego thì thứ hai mình delivery dưới đó nha quý vị. Rồi số 3 đem về size mấy vậy cô? Tượng thánh giá này quý vị thấy rồi, đây là một tượng thánh giá với những viên kim cương khá là to nha. Và một lần nữa quý vị sẽ không thấy cháu, nếu mình nhìn gần thì mình mới thấy, nhìn từ xa quý vị chỉ thấy kim cương mà thôi. Đó, đi với 12 viên kim cương, dài thì cũng khoảng đâu hơn 1 inch. Đi dài. Việt Nam mới về. Cảm ơn em nha, đã trở lại với chương trình nha. Và quý vị ơi, năm nay mùa lễ bắt đầu ngày hôm nay cũng như là một sự khởi đầu chính thức cho mùa lễ Holiday 2024. Và bây giờ Lâm Trừ Vĩ xin mời quý vị lại qua một cái mẫu nhẫn, nó đi cùng với cái set này là số 9. Đây là một cái nhẫn Eternity. Cái nhẫn này là mình có là
Ok, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 10 viên hộp xoàn 3 ly. Và chiếc nhẫn này Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 1.980 đô la. 1.980 đô la quý vị. Cái nhẫn này nó đặc biệt lắm. Tất cả những viên hộp xoàn 3, cái này là 3 ly 2, 3 ly 3. Nếu quý vị là hộp xoàn nước đi, 10 viên. Quý vị thấy một cái viên hộp xoàn này ít nhất là 160 đồng. 10 viên này đã 1.600, 1.700 rồi. Tiền vàng mà làm lên cái nhẫn này nữa. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay chỉ có 1.980 đô la. Một cái nhẫn Eternity bằng vàng 14. Nếu mà em qua đó em lấy cho anh cái cây đo nhẫn á. Ok, Lâm Trường sẽ đo cái size nhẫn này. Cái nhẫn này là một cái nhẫn Eternity. Có nghĩa là quý vị đeo lên chiếc tay mình, nguyên một cái vòng hộp xoàn này nó sẽ đi liên tục. Mà quý vị rà vô áo mình nè, quý vị sẽ không có thấy nó vướng. Cái nhẫn này sẽ là size 5. Ai mà size 5, nếu mà ai mà size 5 thôi, em sẽ để cho quý vị cái nhẫn này chỉ còn có 1.880 đô la. Sửa giá lại luôn, nếu mà quý vị đúng size 5, 1.880 đồng luôn. Cái nhẫn này nó phải nói là quý vị mà đặt cái nhẫn này á. Dạ, ok rồi, làm cái nhẫn này cho cô luôn nha, để em kêu thợ qua làm luôn. Cái này size 6.5 cho cô luôn nè, đó gọi em qua làm luôn. Size nhẫn bằng platinum, viết đây platinum size 6.5. Rồi quý vị, chiếc nhẫn này em sẽ để cho quý vị giá là 1.880 đô la thôi. Quý vị thấy ở đây là mỗi cái tiệm của Lâm Trường Vĩ nó đều có hai không gian khác nhau, với một cái không gian là về trưng bày sản phẩm, về bán hàng và tiếp khách, hoặc có không gian riêng là cho Lâm Trường Vĩ ngồi làm việc. Và ngày mai thì hệ thống bồn tắm là sẽ được người ta vào decor, design, tất cả những cái gì trong công ty chúng tôi đều có những nhà thiết kế làm từng chi tiết ở trong đó quý vị. Cho dù một cái bồn tắm cho mọi người dùng cũng phải ở cái mức độ hoàn thiện, hoàn hảo, sạch sẽ nhất mà có thể. Cho nên là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và giúp cho công ty chúng tôi càng ngày càng có được những cái điều kiện để làm những cái điều đặc biệt hơn cho quý vị khách hàng. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị qua mẫu thiết kế này là số 10A. Mẫu này là mẫu đặc biệt, mở cửa được không? Đây, coi chìa khóa, đó, đây em ngồi đây. Rồi, ai bấm hay vậy? Có chìa khóa hả? Cái này là 6.5 nha. Platinum nha, 6.5. Ok rồi. Thank you. Gửi bên đây khóa thì mở cửa bên kia. Em này là em lanh lắm luôn. Ok quý vị, cái gì quên rồi, thấy em lanh quá cái mình cũng bị hớp hồn luôn ha. Đừng lanh theo chứ, cái lắc tay này nó giống như là kim cương. Oh my god, thấy đẹp không? Nhìn cái màu ở đây nè quý vị, cái màu ở đây là họ cắt là những cái viên, bằng những cái viên này đó quý vị, những cái màu sapphire này là quý vị thấy nó độc đáo lắm, nó đi cái tông màu gọi là màu bright, nó rất là bright và họ cắt nó giống y chang như kim cương quý vị. Cái lắc tay này được làm bằng vàng 18, quý vị nào thích cái lắc tay này 6 inch, từ 6 inch đến 7 inch quý vị cho em biết. Cái lắc tay này bằng vàng 18, cái lắc tay này nếu mà quý vị vào thương hiệu Bulgari, cái lắc tay này phải trên 4-5.000 đô la cho cái lắc tay này quý vị. Nó rất là sang và nó chiếu lắm quý vị, không thể nào tưởng tượng nổi cái độ chiếu của những cái màu sắc này. Nhưng mà cái đẹp ở đây chính là những cái màu blue, màu green, màu pink, wow. Sapphire. Và cái lắc tay này bằng vàng 18 và Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 1.470 đô la mà thôi. Thật sự nhớ vị, quý vị ra quý vị không thích. Thôi bây giờ nè quý vị, 1.280 đô la. Đó, em sell cái này là gần như là 60% off luôn. 1.280 đô la. Dễ sợ chưa? Đẹp lắm quý vị ơi, em phải nói chưa wow. Bao giờ em thấy một chiếc lắc đá màu đẹp lắm, đẹp mà nó lắm, chiếu lắm, như là kim cương mà không. Nãy giờ là quý vị, cái phone của em là liên tục khách hàng nhắn tin mua. Wow, cảm ơn quý vị thật là nhiều nha. Bằng vàng 18 tuyệt đẹp nhá vị. Chị nói nhìn dạ. Vô ai cũng nói kim cương, ta không ai nói lắc tay số 6 cho chị luôn. Không ai nói đá màu đâu nha. Đây phải nói là kim cương, nhìn giống kim cương. Rồi xong này. Và chúng ta sẽ đi qua mẫu thiết kế. Bây giờ là qua cái mẫu này là mẫu number 10. Hôm qua có nhiều quý vị coi chương trình, quý vị nói Lâm Trường Vĩ nay có nhiều khách hàng ra đòi gặp con chó.
Con chó ly chì nó thấy con chó với chị Kỳ Duyên với Lâm Trường Vĩ, con chó nó vui quá, nói chuyện quá trời luôn. Hôm qua con chó nó cũng nói chuyện quá luôn quý vị, nó thấy em nói chuyện nó sợ em mệt, nó phụ nó nói, không biết nó nói cái gì. Mà sau này sau em cũng mệt luôn, em rã rời luôn. Em hết sức luôn. Em ra em host với em chó của em nó ra host làm sao về nó ngủ luôn, nó mệt quá. Nó không còn sức nữa. Người thì còn sức. Quý vị, mẫu thiết kế số 10 là một sản phẩm Lâm Trù Vĩ design. Cái mẫu này mình có hai mặt dây chuyền, nó hoàn toàn nó khác nhau nhưng mà nó rất là ấn tượng quý vị. Quý vị thấy nó giống như là một cái trái gì, nó có một cái lá màu vàng rồi đó, rồi một cái kia thì nó cái thiết kế hình giọt nước. Mỗi mẫu thiết kế này ngày hôm nay Lâm Trường sẽ để cho quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị nhắn tin cho em nhiều quá. Nãy giờ là món nào để lên là sold out, món đó để lên là sold out. Wow, để coi đó. Rồi thêm một mặt dây chuyền tuyệt vời quý vị ơi, một mặt dây chuyền với một viên ngọc trai. Mà quý vị thấy rồi, ở bên hông có như ba chiếc lá. 770 đô la cho mỗi mẫu, nhanh gọn bằng vàng 18. Và những viên ngọc trai sao super này nó rất là to quý vị. Đẹp quá. Cảm ơn quý vị nha, chúng ta có gần mấy trăm khách hàng đang theo dõi chương trình. Kim Trần, em nhắn tin lại cho anh đi, mẫu nào anh quên mất rồi anh sorry Kim nha. Cảm ơn anh Quang, ngày hôm qua ghé qua anh Quang đi ghé với lại con gái của anh rất là dễ thương. Ok, em chat lại giùm anh nha Kim, sorry em nha. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trên Facebook, YouTube và những quý vị nào coi lại sau chương trình. Bất kỳ sản phẩm nào quý vị muốn mua, quý vị chỉ cần nhắn tin cho Lâm Trường Vĩ số thẻ credit card và địa chỉ shipping. Chúng tôi sẽ ship hàng đi cho quý vị. Những cái mặt ngọc trai này Lâm Trường Vĩ nhắc với quý vị là đây là những mặt mẫu thiết kế rất là giá trị quý vị. Bởi vì những cái viên ngọc trai này, mỗi cái viên ngọc trai mà đường kính 14 ly này đó quý vị, bây giờ một viên này không quý vị mua là gần 400 đô la. Một cái mặt dây chuyền hộp xoàn này ít nhất bây giờ quý vị đi ra mà quý vị đi vào những cái thương hiệu thiết kế như Mikimoto, một cái mẫu thiết kế như vậy đó quý vị, nhìn những cái chi tiết sắc sảo kết hợp giữa kim cương trắng và kim cương vàng để tạo thành một cái mặt dây chuyền ngọc trai sao super màu trắng không bao giờ dưới 2.000 đến 2.500 đô la. Ngày hôm nay quý vị thấy có những mẫu thiết kế Lâm Trường Vĩ sale cho quý vị trên 70% lần quý vị, chỉ có 770 đô la. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình buổi tối ngày hôm nay. Ở trong đây là nó hơi bị lạnh không? Có lạnh không em? Đâu lạnh nó gì? Em không biết nó mới lạnh ở đâu nhưng mà nó bắt đầu nó lạnh, bên kia cũng lạnh. Nói chung là khi mà mình ngồi mình không có di chuyển á, thì mình lạnh. Ok nha quý vị. Chắc mẫu em chưa lạnh được, em quen rồi. Em thấy nó mát mát hả? Ok. Không sao, nếu mà giảm được thì cứ giảm. Ok, không sao đâu, ngồi chút xíu. Em đây là mặc áo jacket mà còn tại bị... Tại vì em không có muốn ai bị bệnh. Không, lạnh thì không có bệnh, trừ khi mình bị thấm nước thôi thì mới dễ bệnh. Chứ còn lạnh thì không sao. Lạnh mới lạnh thì cũng dùng như nếu mà mình mới đi tắm xong mà lạnh mới lạnh đó, thì dễ bị cảm hay là gội đầu á. Còn em ok, không sao. Hello chị Trang Trần. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Mẫu thiết kế ngọc trai. Rồi bây giờ mình qua phần kế tiếp ngày hôm nay nè. Đang tính hỏi quý vị chút xíu chuyện là quý vị em quý vị nào có thời gian mình tâm sự chút xíu thôi. Bây giờ đó quý vị thôi để tuần tới đi. Tuần tới tâm sự cho tuần này. Nãy giờ có nhiều quý vị hỏi em chứ em ơi, nãy em nói có cái mẫu nào mà độc quyền cho ngày hôm nay thiết kế em có lên chưa chị vô trễ. Chị nghe cái đoạn đó thôi à. Chưa, sắp. Có hai chữ trả lời, một chữ là em chưa rồi sắp sửa. Ok. Bây giờ quý vị nhìn cái số này, số 11. Số 11. Quý vị nhìn, quý vị coi nó bao nhiêu tiền. Thử đi rồi em sẽ nói giá tiền cho quý vị. Này nó giống như cái áo em, cái pin cài áo của Lâm Trường Vĩ đang đeo. Cái pin này đẹp quá, mới rồi. Pin này hả? Với chồng hỏi cái pin này mới. Đây, quý vị biết cái pin này từ đâu không? Đây là một cái pin từ Harry Winston. Đẹp. Cái pin cài áo mà kim cương vàng mà nó kín hết ở đây luôn quý vị. Mẫu này cái pin này thì Lâm Trường Vĩ mua từ bên Las Vegas, tiệm Harry Winston trong Las Vegas. Cũng nặng tiền đó. Nó thật sự nếu mà một cái người nào đó mà thường á
thì thay vì người ta mua cái pin cài áo này, người ta có thể mua cái những hộp sần 7 carat người ta đeo đó. Nhưng mà đây là một cái pin cài áo từ Harry Winston, nó có một cái giá trị rất là bền vững. Cho nên hôm nay là Lâm Chủy đeo nguyên cái sợi dây chuyền này, là hộp sàn ở đây là gần 4.7 cho một viên, mà sợi dây chuyền này của em là dài 26 inch, cho nên dài xuống tận ngực thì mình đi với cái mẫu này, quý vị thấy không? Nam giới nếu mà quý vị muốn diện để làm đeo kim cương thì nó cũng rất là muôn màu, không thua gì mấy chị đâu. Muốn diện là kiểu như là cỡ nào cũng có thể diện được hết trơn. Nhưng mà thôi. Linh Nguyễn hỏi là chiếc nhẫn số 4 là thiên nhiên hay nhân tạo. Ok, cảm ơn quý vị rất rất là nhiều đã hỏi câu hỏi đó. Xin nhắc lại với quý vị để quý vị khỏi phải hỏi những câu hỏi đó. Ngay ở trên màn hình của Lâm Trừ Vĩ có một cái chữ rất là to. Ngay ở, quý vị nhìn ngay ở chỗ em ngồi computer của em đây nè ha. Lâm Trừ Vĩ Diamond, quý vị thấy cái ngày là 11, 17, 24, tên Lâm Trừ Vĩ Diamond là thương hiệu. Ngay ở phía dưới có chữ là kim cương thiên nhiên. Cho nên là quý vị đến với công ty chúng tôi, tất cả những sản phẩm kim cương chỉ là kim cương thiên nhiên quý vị. Chúng tôi không thể nào mà tồn tại ở ngày hôm nay để mà phát triển, để có được những cái khi mà khách hàng càng ngày càng đông tới cả triệu người subscriber như vậy, nếu chúng tôi không giúp cho quý vị tăng cái giá trị tài sản quý vị. Bởi vì kim cương nhân tạo quý vị đeo là mình đeo cho vui, giống như là mình đeo vậy thôi rồi mình dục đi. Còn kim cương thiên nhiên trang sức, đây là những sản phẩm nó giúp cho quý vị tăng giá trị tài sản của quý vị. Bởi vì bất kỳ lúc nào quý vị muốn bán, quý vị vẫn cầm được tiền. Thí dụ quý vị mua 100.000 đô la, quý vị bán lỗ cỡ nào đi nữa, quý vị cũng có 6-70.000 đô la ngay lập tức. Còn bây giờ quý vị mua kim cương nhân tạo, cho dù quý vị nhìn nó giống kim cương thiệt, quý vị đeo người ta tưởng kim cương thiệt, nhưng thật sự cái tài sản quý vị vẫn là con số 0. Bởi vì quý vị không thể nào hoán chuyển nó thành một giá trị gì khác. Nó không có một cái giá trị gì hết. Rồi, và chúng ta mời quý vị nhìn qua số 11 nha quý vị. Số 11 là một cái nhẫn. Quý vị đoán giùm em cái nhẫn này là bao nhiêu tiền đi. Nếu mà quý vị nhìn ở trên màn hình, cái nhẫn này nhẫn bao nhiêu tiền quý vị? À, nó bự lắm nha. Cứ chừng đeo thử lên tay cho quý vị nhìn nè. Đây, đeo thử lên tay coi. Như một viên kim cương mà hình vuông 2 carat quý vị. Đó, tới 2 carat luôn. Nhưng mà đây là 4 viên kim cương họ ghép lại nha. Đó, quý vị nhìn thấy to không? Đó là từ xa đó, đó mà cái con, mà cái máy là từ xa đó, 5.600 đô la, ha, 5.600 đô la. Rồi bây giờ để quý vị Lâm Trừ Vĩ sẽ để cho quý vị cái này tổng cộng ở đây quý vị là 4 cái viên hộp sần 4 ly ghép lại, 4 viên hộp sần 4 ly ghép lại nha quý vị. Rồi chiếc nhẫn này chỉ có 1.970 đô la. Cái này là giống như một viên hộp sần 2 carat. Quý vị đeo cái nhẫn này giống như quý vị đang đeo một cái nhẫn hộp sần vàng 2 carat. Ở đây được làm bằng vàng 14K của Italy, vàng màu trắng kết hợp kim cương màu vàng nha quý vị. Wow, cái mà đặc biệt nữa quý vị, những cái viên kim cương trên đây phải nói một cái màu vàng. Wow, cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn nha. Cái màu vàng đẹp tuyệt vời. Đó, nó có cái sự lấp lánh và cái màu nó thật là nhìn vô mình thấy một cái màu vàng phải nói là đẹp nhất của màu vàng. Rồi lấy cho chị mẫu này luôn, lấy cho chị số này luôn ha, số này cho chị nguyên set. Ok quý vị, rồi số 11 tí nữa, vài phút nữa sẽ có khách hàng lấy liền. Bây giờ trên YouTube mình cũng có cả 100 khách hàng, trên Facebook cũng có rất là đông khách hàng. Ok Kim, anh vừa nhận được tin nhắn của em, cảm ơn em rất là nhiều nha. Hello chị Kim Lan, có gì ghé qua tiệm mới, lần sau chị ghé qua Cali nha. Rồi bây giờ tổng cộng hai bên là cũng có vài trăm khách hàng đang theo dõi chương trình ngay bây giờ. Lâm Trừ Vĩ phải nói với quý vị là cái mẫu thiết kế này đó quý vị, là khi mà cách đây cũng vài tháng trước, trong cái mùa hè khi mà Lâm Trừ Vĩ được cái bên gọi là chủ, cái người mà chủ cái building trong trong Phước Lộc Thọ này, người ta có một cái điều kiện để người ta muốn giúp cho công ty chúng tôi phát triển lớn hơn, thì người ta muốn cho Lâm Trừ Vĩ nhìn cái không gian cái tiệm mới này. Nếu mà Lâm Trừ Vĩ muốn phát triển, thì khi mà Lâm Trừ Vĩ làm việc với họ và đồng ý để mình lấy cái không gian này, thì ngay cái thời điểm đó Lâm Trừ Vĩ đã suy nghĩ là mình sẽ trong cái ngày mà livestream grand opening, mình phải có những cái sản phẩm mà
giống như kỷ niệm mà mình bán cho khách hàng, mà khi người ta đeo lên người ta lúc nào cũng cảm thấy một cái gì đó nó độc đáo, nó đặc biệt để nhớ tới thương hiệu Lâm Trường Vĩ Diamond. Thì ngay bây giờ quý vị, sản phẩm số 12 là một sự kết hợp đặc biệt để đem đến quý vị một cái design này. À, wow, cái design này nè quý vị thấy nha, rất là đẹp nha quý vị. Đây là một cái viên ngọc trai, nó kết hợp với một cái viên crystal này đó quý vị, là khoảng 30 carat crystal nha quý vị. Cái này là đá crystal rồi, và chính giữa là một cái viên white sapphire đó quý vị. Thấy cái mẫu này không? Đây, bây giờ Christian cầm cái mẫu này lên giùm. Wow, đẹp không quý vị? Đó, đẹp không? Cái này là ở đây quý vị, đây ở đây đó quý vị, là một cái viên crystal đó, cái viên đá này đá crystal đó, giờ vô đây là crystal. Ở chính giữa là một cái viên hình vuông, đó là viên white sapphire, sapphire mà màu trắng. Ở phía trên là một cái viên ngọc trai, mà quý vị thấy cái mẫu này nó làm cầu kỳ công phu lắm quý vị. Nhìn vô quý vị sẽ không thấy ai có cái mẫu này. Và cái viên crystal này mình treo nó đông đưa trên cổ, cho nên là quý Trần mặc áo màu đen để lên cổ cho quý vị nhìn thử như thế nào. Đây đây, không thấy không đẹp không? Mà nó cũng khá là to nha quý vị, nó dài đó, để chính giữa đây đó, sang không quý vị? Rất là sang nha. Rồi bây giờ nói giá luôn trở lại nha. Cho một viên đá crystal trong suốt, và ở trên có một viên kim, một viên ngọc trai và một viên đá emerald cut hả, đồng hình vuông. Cái này nó dài cũng khoảng đâu gần như 2 inch, khoảng 2 inch về chiều dài nha. Nó trong suốt, nó thanh, nó nhẹ nhàng. Wow, cảm ơn quý vị. Nhưng mà để qua cái giá bao nhiêu nha, em thấy cái này dễ thương lắm nha. Ai mà thích đeo những cái sản phẩm nhẹ nhàng, thanh gửi nhẹ. Gửi cho cô số 10 là gì cho cô luôn. Dạ, tại có hai số 10 E10. Số 10 nhận đấy cô. Nó có một mặt nhẫn kim cương vàng phải không cô? Không, chiếc lắc tay với lại một cái mặt dây chuyền ngọc trai. Ai đó, à hai cái số 10 đó đó. Nghĩ chắc chiếc lắc tay á, chiếc lắc tay đẹp. Rồi quý vị ơi, okay, cái này bây giờ nè, cái mặt dây chuyền này bây giờ là mình Lâm sẽ phải tặng luôn sợi dây chuyền thì mỏng, sợi dây chuyền này mỏng, mình tặng là tặng kèm theo thôi. Quý vị có thể dùng, và quý vị nào mà có sợi dây chuyền dày hơn á, quý vị thay vào, quý vị sẽ có một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Và mẫu thiết kế này ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ xin gửi đến quý vị giá chỉ có 370 đô la mà thôi nha quý vị, 370 đô la. Quý vị nhìn quý vị thấy rẻ không? 370 đồng. Quá rẻ luôn. Em sẽ có 10 mặt dây chuyền này. Và quý vị nào gọi vào sớm thì mình còn nha. Em bảo đảm quý vị. Cảm ơn Kiều Nga rất là nhiều nha. Cái này cũng sold out luôn. Vì 10 sao? 10 mặt dây chuyền này vừa đẹp mà vừa rẻ. Không ai có luôn quý vị. Nó là một cái cục crystal mà nó đặc biệt lắm, bởi vì crystal được làm lên những cái trang sức này nó rất là có ý nghĩa. Và khi mà mình kết hợp với ngọc trai nữa quý vị, tự nhiên quý vị thấy là mình đeo hàng ngày mình thấy nó cũng vui. Mà nếu mà quý vị bỏ trong cái hộp quý vị tặng cho ai đó thì cái này phải nói là vô cùng tuyệt vời nha quý vị. Và bây giờ Lâm sẽ để đặc biệt cho quý vị nữa 340 đô la mà thôi. 340 đô la. Rồi quý vị nào lấy mẫu này thì quý vị nhắn tin qua giùm em, bởi vì mình chỉ có 10 hay 15 mặt dây chuyền này mà thôi. Vậy vì quý vị, một cái phiên bản livestream của em có ít nhất là cả 10.000 người coi, thì chỉ không cần tất cả bao nhiêu ngàn người đó coi đâu, chỉ cần 100 người coi để em bán đủ 100 người là mình cũng không đủ sản phẩm. Giảm máy xuống không? Dạ. Nhiều khi quý vị không có hiểu quý vị đang làm gì. Quý vị đang nhờ ở bên trong giảm máy xuống. Ok quý vị, giảm máy lạnh đấy quý vị, chứ không phải là máy gì nha. Rồi em nghĩ chắc này cũng sold out, thật sự đẹp lắm nha quý vị nhìn đi, quý vị sẽ thấy. Rồi cảm ơn quý vị nha. Rồi bốn mặt dây chuyền son rồi, còn mẫu nè quý vị ơi, quý vị nhắn tin liền cho em son thêm một mẫu nữa. Cái 300 mấy thôi quý vị thấy không, cái chi tiết trên đây mà nó vừa đẹp nữa. Đó, thấy không? Cảm ơn Vincent, hello em, cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay nha. Ok rồi, ok em. Rồi, đó,
Rồi kế tiếp luôn. Số gì đây? Ok, bây giờ là quý vị nào coi lại sau chương trình, quý vị cứ nhắn tin cho em đi nha. Rồi bây giờ mình đi qua mẫu khác nữa đi nha, chứ còn không là mình sẽ bị miss out rất là nhiều những cái sản phẩm đặc biệt trong cái phiên bản livestream mà ngày Grand Opening. Nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay không phải là chỉ bán hàng không, mà cái quan trọng ngày hôm nay là Lâm Chuyển muốn quý vị relax trước mùa lễ, để quý vị mà đặc biệt hơn nữa là quý vị cùng với Lâm Chuẩn Vĩ đi lướt qua những cái không gian xung quanh tiệm, để quý vị biết được là trong Phước Lộc Thọ mình tiệm mình nằm ở đâu, rồi những cái gì đó nó vui vui. Nói chung là có những quý vị ở xa, quý vị đâu có dịp đi qua Cali, quý vị đâu có biết Phước Lộc Thọ, quý vị đâu có biết là tiệm của chúng tôi như thế nào đâu, quý vị chỉ coi trên livestream thôi. Thì ngày hôm nay quý vị có thêm một chút xíu tổng quát về cái thương hiệu Lâm Trường Vĩ Diamond. Và bây giờ xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 13. Cái mẫu này nó sang vô cùng, nó sang lắm 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 luôn, chứ không phải sang không. Số 13, xin mời quý vị nhìn lên màn hình nha. Vừa to đẹp với những viên kim cương. Thank you One Dread Dragon Lady, thank you for the fruit. Ngày hôm qua đem quà tặng nè, đem trái cây nè, dễ thương quá luôn. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cô Thu. To không, quý vị thấy to không? Đó, rất là to nha. Đó, ai mà thích đem một cái chiếc nhẫn mà cái bảng to đó, với nhiều kim cương, với cái kiểu thiết kế. Cái nhẫn này nhìn giống như là một viên hộp sầm 4 carat bằng vàng 18. 4 carat quý vị, đây là một cái nhẫn mà nhìn quý vị mà mua cái nhẫn này 4 carat thì cái nhẫn này khoảng trên 70.000. Ở đây là cái nhẫn này là kết lại. Hôm nay là có chừng hôm nay là có một khách hàng ra coi một cái nhẫn mà biết sao mấy nhân viên nói là cái nhẫn này khoảng 100.000, không ai biết giá bao nhiêu, chỉ nói đại thôi, tại vì lúc đó không có Lâm Trường Vĩ. Ai ngờ đến lúc chạy ra hỏi thì cái nhẫn lên 100.000 thiệt. À, đúng không? 100.000 hay ghê ha. Đó, có thấy nhân viên làm việc ở đây riết là cũng biết giá hết à. Đó, nhìn cái nhẫn là tại cái lúc đó Lâm Trường Vĩ đang làm office ở bên trong giúp khách hàng làm việc, thì ở ngoài đây là chị đó chỉ vô chỉ hỏi nhẫn này nhiêu chị muốn lấy đó. Mấy nhân viên đoán cái này là 100.000 đô la, đến lúc đi ra hỏi em nó cái này là 100.000 đô la. Cái năng lượng quý vị có thể tin là cái năng lượng nó khủng khiếp lắm nha. Rồi lấy thêm nước không? Ok rồi đó. Quý vị thông cảm là em đứng lên đứng xuống em làm lấy nước đó nha quý vị, chứ không phải em lấy đồ ăn em ăn đâu. Em là em ăn thì em cũng chia sẻ với quý vị, không có sao đó. Wow. Không có sức sao mà. Ok rồi, cái nhẫn này bao nhiêu tiền phải không? Tiền. Cái nhẫn này quý vị ơi, Lâm Trường Vĩ đặc biệt gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với một cái giá mà quý vị thấy hai bên nó đi là 5 đường hột xoàn, 5 đường hột xoàn nha quý vị. Chiếc nhẫn này với một cái giá quý vị không thể nào từ chối được quý vị, 4.990 đô la. 4.990 đô la quý vị, chiếc nhẫn này nếu mà nó là một cái viên hột xoàn. Thank you. Rất là nhiều người thích cái setting về filming ở đây. Rất là nhiều quý vị thích cái design này. Cảm ơn quý vị nhắn tin chia sẻ nha. Rất là nhiều quý vị nói là wow, khung cảnh đẹp quá. Tại vì có mới nới cũ, hồi xưa bên kia thì cũng rất là lộng lẫy, ở bên đây đẹp theo kiểu khác, mỗi ngày mỗi đẹp hơn hả? Cảm ơn đại em nha. Mỗi cái mỗi vẻ. Cho nên với lại cái gì mà mới thì ai cũng thấy nó đẹp thật sự như vậy. Nhưng mà bên đấy đẹp thiệt. Nói thế tôi mới đẹp thiệt không quý vị. Thì coi trên màn hình quý vị có dịp quý vị cứ ghé đi tới chung vui, thật sự rất là đẹp. Rồi nói tới chiếc nhẫn này một lần nữa nhớ vị, 4.990 đồng. Mặc như chị nãy giờ xôn liên tục, em bấm phone em mỏi tay luôn nè quý vị ha. Đó, nếu mà cái chiếc nhẫn này đó, nếu mà viên kim cương mà 4 carat như vậy thì quý vị thấy rồi đó, nó cũng cầm cả 100.000. Thì bây giờ mình lấy những viên kim cương mình ghép lại, nhưng mà họ làm rất là đẹp, xuất sắc luôn nhớ vị, nhìn không thể nào mình lấy được đó, phải nói là xuất sắc luôn. Và cái vỏ thì thôi vì thấy rồi, rực rỡ với 5 đường viền kim cương và đều là những viên kim cương trắng sạch. Cảm ơn rất là nhiều, rực rỡ luôn. Cái nhẫn này nó là một cái nhẫn lộng lẫy. Và bây giờ xin mời quý vị đến với một cái cặp bông này, là mỗi cặp bông vị sẽ ngồi tiệm nào em hả? Chị ơi, chị Christy hỏi là tiệm nào hả? Vậy Vĩ ngồi tiệm nào? Bây giờ Vĩ ngồi cả hai tiệm luôn chị ơi. Chạy qua chạy lại. Nói chung là như hồi nãy Lâm Trường Vĩ nói với bạn Christian là bây giờ đó là khách hàng đến thì tất cả mọi nhân viên ở đây đó quý vị, Christian làm việc ở đây là cũng cả một 10 năm rồi. Hơn luôn rồi.
bán hàng online rồi nhìn sản phẩm, nhìn thôi, cái mắt nhìn thôi là trên mấy chục ngàn cái món hàng kim cương dư khả năng giúp khách hàng. Chị Hương Giang cũng vậy, làm việc đủ lĩnh vực hết về kinh doanh, rất là giỏi luôn quý vị. Chỉ là chủ bao nhiêu cái công ty của chị nữa chứ không phải là bán hàng không, rất là giỏi, dư khả năng giúp cho tất cả quý vị. Em chỉ là người bây giờ là hỗ trợ cho tất cả mọi người xung quanh em, là coi như là ở phía sau thôi. Đây là những ngôi sao ở đây, những người làm việc, anh team cũng vậy. Anh team thì dễ dàng thoải mái, quý vị cần gì cứ tất cả mọi người đều giúp cho quý vị được nha. Còn khi nào mà có những cái gì mà nó gọi là không biết như thế nào, kiểu như là no comment, speechless, thì lúc đó em bước vô em hỗ trợ thôi, còn em sẽ để cho tất cả mọi người hỗ trợ. Rồi, và bây giờ nói tới mẫu thiết kế này là cái gì đây? Rớt cái bao rồi. Hôm nay rồi quý vị, nhiều khách hàng nói ủa thế này tóc ngắn quá, quý vị không, mấy bữa trước ngày khai trương tóc nó dài quá, nó phủ mặt, cái không cách nào là đi cắt tóc. Tại vì tự nhiên hứng lên đi cắt tóc, là mình có những người ta làm cho mình, đâu phải là muốn làm. Tự nhiên cái có bạn này bạn ok vô đi em cắt cho, mừng quá luôn, cắt cái rẹt cái sao chùi lũi nó không thấy cái đầu tóc hồn. Đi cắt tóc sân hồn quý vị, mỗi lần mình dặn là cắt chút xíu thôi nha, là mình thấy cái tóc mình nó ngắn củng. Mình dặn cắt chút xíu thôi mà chắc hình như ta cắt chút xíu, người ta nghĩ là còn lại chút xíu thôi đó. Chứ không phải là mình nói là cắt chút xíu để cho tóc anh nó dài, thì mấy em lại đi cắt làm sao mà sạch sẽ hết cái tóc luôn. Ok, rồi số 14. Quý vị mà nhìn cái số 14 này á, quý vị, cái số 14 này á quý vị, phải dùng ba chữ là wow, wow, wow. Hello Vinh Phạm, cảm ơn quý vị rất hay là quá, nhiều. Số 14 này kích. Họ làm một cái kiểu thiết kế rất là đặc biệt. Quý vị nhìn cái màu của những cái viên hột xoàn, đây là những viên kim cương thiên nhiên. Mình có một cái viên trên cùng, nó là một cái màu xanh vàng. Rồi cái viên hột xoàn đầu tiên ở trên cao, kế tiếp cái viên hột xoàn hình vuông, nó là một cái màu champagne. Sai. Đó. Rồi bạn này lúc nào cũng vậy, quý vị nhiều khi á, dễ bị gọi là bị cái gì emotion rồi, hay dễ bị có chừng là dễ bị cái gì đó phản ứng á. Ok, rồi cái viên kế tiếp là orange diamond. Rồi cái viên cuối cùng là một cái màu green diamond. Yeah, green gray diamond. Nhà cặp bông tai này nó bự lắm quý vị. Đó. Với những cái giá cắt đặc biệt đó. Quý vị có nghe nhạc ở đâu không quý vị? Nhạc là dưới karaoke á, cái có tiệm bán karaoke. Hôm qua em đi vô. Hôm qua đi vô cái anh karaoke này. À, anh muốn ủng hộ em lên cho nhân viên hát giờ ăn trưa mà nhé. Ok, để gì để mai anh tới anh mua một bộ karaoke cho nhân viên hát buổi trưa ở đây. Thường cái mua về nhà thì ok, bị mua ở đây cho nhân viên hát chắc chết. Ok, cặp bông này mỗi cái viên hộp xoàn ở đây á to hả, nhìn ở trên 5 ly 2, 4 ly rưỡi, 5 ly 2. Mỗi viên hộp sàn tròn đây là 5 ly mấy cho một viên quý vị. À, cặp bông tai này là được làm bằng vàng 18K. Cặp bông tai này không có cặp thứ hai đâu quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Em nói rồi, nó có 2 viên kim cương tròn, 2 viên kim cương hình vuông princess cut. À, và không những vậy, nó có 4 màu khác nhau luôn quý vị thấy rồi. Kim cương đó. À, cho nên không bao giờ có một cặp thứ hai. À, mà trong cái vỏ này cũng đặc biệt lắm nha. Một cái vỏ thiết kế phải nói là khá đặc biệt, ấn tượng. Ai mà thích đeo một kiểu bông tai kẹp nhớ về đây, nó kẹp nha. Nó kẹp phía sau cho nên dễ đeo. Và em thấy kim cương đây to lắm quý vị. Thật sự nói tới một đôi bông tai mà để 4 viên kim cương khá là to như vậy. À, nó dài cũng khoảng đâu hơn 1 inch chiều dài. Thì bây giờ rồi 2.880 đô la cặp bông tai này, giá trị nó phải trên 5.000 đô la. Em nghe số 2 là mới mừng. Cảm ơn Bill Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Đây là những khách hàng phải nói là rất là dễ thương, luôn luôn theo dõi âm thầm ủng hộ công ty. Rồi cặp bông này xôn luôn, xong qua số 15. Số 15 quý vị ơi, amazing. Đây là một mặt dây chuyền quả nha. Địa cầu số 18, quả số địa cầu bằng kim cương. Wow, quả địa cầu bằng kim cương quý vị. Cái mẫu dây chuyền này là
Quý vị nam nào mà đeo là dễ thương lắm. Đây nè quý vị, để em để đây, em gắn cho sợi dây chuyền là sợi dây chuyền dành cho nữ, nhưng mà nếu mà quý vị nam đeo á, quý vị thấy nó đẹp lắm, nó một cái quả địa cầu. Vậy là eo quai quả địa cầu nha quý vị. Wow, trái địa cầu rồi, tất cả xuống. Đều nạm kim cương. Và có biết rồi, nguyên cái trái địa cầu này đi vòng quanh hộp xoàn nhận Michael Pave, xuất sắc về cái thiết kế luôn. Quả địa cầu này ngày hôm nay Lâm Sủy để cho quý vị giá là 1.390 đô la. Còn cái sợi dây chuyền này, oh my god quý vị ơi, sợi dây chuyền này là hộp xoàn 3 ly. Sợi dây chuyền này Lâm Sủy gửi đến quý vị ngày hôm nay on sale 10 viên hộp xoàn 3 ly. Ok quý vị nghe cái giá của sợi dây chuyền này nha quý vị. Sợi dây chuyền này chúng tôi để cái giá mà gọi là cũ nhất luôn đó quý vị, 990 đô la cho sợi, xin lỗi quý vị, 1.090 đô la cho sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này bây giờ 10 cái viên hộp xoàn, nó gọi là Diamond by the Door. Cái tên gọi của sợi dây chuyền này là Diamond by the Door, 10 viên hộp xoàn 3 ly. Cái sợi dây chuyền này ngày hôm nay là gần 1.800 đô la. Bây giờ chỉ còn 1.090 đô la. Còn cái mặt dây chuyền là trái địa cầu, hay là nó gọi là một cái trái banh đó quý vị, một cái trái châu mà nạm kim cương. Cái mặt dây chuyền này được làm bằng vàng 18 mà nó đi 3 chiều là 3 dimension, 1.390 đô la. Cảm ơn tất cả quý vị đã mua sắm ngày hôm nay, rất là đông khách hàng mua sắm ủng hộ công ty cho ngày khai trương. Mà đây là không phải khai trương tiệm đầu tiên quý vị ơi, đây là 5 lần khai trương trong Phước Lộc Thọ này rồi nha quý vị. Khai trương tới 5 lần rồi, 5 tiệm khác nhau đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi kết hợp để có được một cái nơi với 2 tiệm nằm sát với nhau, là 2 tiệm lớn nhất, để giúp cho quý vị lựa chọn trang sức một cách dễ dàng, thuận tiện và đa dạng trong tất cả những sản phẩm. Wow, mình nói tới cái sợi dây chuyền này thôi em thấy cũng trả trên cái giá này rồi quý vị ơi. Hả? Quán sợi dây chuyền này á, nó đẹp lắm quý vị. Quý vị đeo sợi dây chuyền này không cần đeo cái mặt, nhưng mà tại vì em để cái mặt dây chuyền này vô cùng với cái mặt dây chuyền này, để quý vị có thể lựa chọn mua một trong cả, một trong hai, hoặc quý vị thích lấy cả hai, quý vị lấy luôn nha. Đẹp lắm nha quý vị, cái sợi dây chuyền đó là 1.390 đồng. Rồi mình nói tới cái mặt dây chuyền hả? Hello Ngọc Ô, Lê đồ. Từ cái mặt dây chuyền là 1.390. Và bây giờ Lâm Thủy xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 16. Số 16. Đẹp cái bộ là này. Một cái viên hộp xoàn giọt nước. Viên hộp xoàn này là 9 ly rưỡi. Cái này là nặng khoảng 1 carat rưỡi. Xin lỗi quý vị, cái này khoảng 1 carat 10 đó quý vị. 1 carat 10, 9 ly rưỡi. Nước đi color SI Clarity. Mà cái vỏ thiết kế rất là đẹp quý vị, cái vỏ đơn giản thôi. Cái nhẫn này ngày hôm nay Lâm chỉ để cho quý vị giá chỉ có 2.880 đô la cho cái viên hộp xoàn 9 ly rưỡi này. Đó. Đẹp không? Đơn giản thôi. Với 6 cháu đưa lên một viên kim rồi, cương giọt chốt nước đơn luôn. Bạn này gọi chốt đơn gì đó, đợi em nha. À, chốt đơn luôn ha. À, vâng. Rồi chốt đơn. Cái chỗ này đi là nó nhỏ. Cái vỏ đó quý vị, họ đi coi đi, nó đâm vô bụng không? Một đường kim cương họ nhận theo cái cháu channel setting. Coi 2, 4, 5 viên cho mỗi bên mà họ đi. Cái phía trên từ nhỏ cho tới lớn đó, đi xuống. Và họ làm cái vỏ rất là đặc biệt nha quý vị. Phải nói vừa simple vừa sang. À, cho nên lúc nào nó cũng đẹp hết á. Đây là một chiếc nhẫn, phải nói là quý vị nào thích đeo những chiếc nhẫn mà đơn giản thôi, cái vỏ không có cầu kỳ á, để mà mình đeo vào cái ngón tay, thì em thấy cái chiếc nhẫn này phải nói là cái vỏ đẹp xuất sắc luôn nha quý vị. Tại họ đi hai cái đường kim cương mà dọc hai bên, mà họ nhận những cái viên kim cương nó giống như một cái trong cái tủ kiến á, họ bịt lại á, họ che lại, thì y chang đây, phải nói nó sáng, nó chiếu rực rỡ luôn, để đưa lên một cái viên kim cương giọt nước này rất là trắng SI Clarity. Nói cũng khoảng đâu em nghĩ chắc cũng gần như là hơn 1 carat nha, cho cái viên kim cương này một lần nữa rất là trắng nha. 2.880 đồng. Đó, mình nói tới ai mà thích đeo những viên kim cương mà giọt nước. Giọt nước thì lúc nào quý vị cũng thấy rồi, nó làm cho mình nhìn nó sang hơn một đó. Đến với cái viên kim cương giọt nước nè, emerald cut này, những cái giá cắt đặc biệt đó, thì lúc nào
quý vị cũng sẽ thấy những cái sản phẩm nó hiện ra những cái sang trọng ở trong đó. Wow, chỉ có 2.880 đồng thôi. Rồi, đó là sản phẩm số 16 nha. Rồi một lần nữa, quý vị nào mà chưa biết về cái thông tin mà giống như là được trả góp mà không tiền lời đó vị, đó, thì công ty có một cái mua sản phẩm trang sức mà mình từ 6 tháng cho tới 1 năm không tiền lời, quý vị cứ vào apply trong cái chương trình đó nha quý vị, càng sớm càng tốt, thì tại em nghĩ chắc cũng gần sắp không còn nữa, cho nên mình ai mà quý vị nào mà chưa biết được cái thông tin đó, quý vị cứ vào trong chương trình đó, quý vị apply nha. Và chúng ta qua số kế tiếp luôn quý vị ơi, là số giờ quý vị muốn lấy cái mẫu này không nè, số 20. Ôi, em lấy số 20 cho quý vị coi nha. Số 20 là mẫu này. Wow, quý vị em cầm lên cho quý vị nhìn để quý vị cảm nhận được cái sự mà nó nhẹ nhàng như thế nào đây. Có chân cầm nó lên giùm đi. Quý vị thấy họ làm cái này nó rất là công phu quý vị. Đẹp không? Thế đẹp không? Quý vị cảm nhận, tôi thấy nó rung rinh không quý vị? Mà nó từng chi tiết. Ở đây là mình có những cái viên Tanzanite và Pink Sapphire. Một cái cặp bông tai phải nói là nó rất là sang. Sang trọng, đặc biệt, độc đáo. Cắt những cái viên Tanzanite này thành Mochis. Quý vị, Lâm Trường muốn giới thiệu cái cặp bông số 20 này sau chiếc nhẫn đó là bởi vì quý vị không cần phải đeo cùng một cái màu. Quý vị có thể đeo một cái nhẫn hộp xoàn màu trắng hình giọt nước, nhưng quý vị kết hợp với một cái cặp bông tai đá màu mà cũng hình giọt nước Pink Sapphire với là Tanzanite, sự đặc biệt rồi, đẹp quá. Cái mẫu này nó không có giá luôn sao em nhớ đây. Vâng, có mỗi bên là 3 viên đá amethyst nhớ vị, và một viên đá sapphire màu hồng. Mẫu này đẹp lắm nha, hai cái màu phối hợp tự nhiên làm cho mình nhìn vào mình cũng bị thu hút đó. Mà cái kiểu đông đưa này nữa làm cho cái bông tai này lại nhìn nó sang, và nó có một cái kỹ thuật riêng đó, cho một cái kiểu xuất sắc này nhớ vị. Bây giờ để mình cái có vấn cái giá đề ở đây nha. Là cái vấn đề ở đây là em không nhớ giá quý vị, tại vì em muốn sell cái giá rẻ nhất cho quý vị, nhưng mà Lâm Trường sẽ để cho quý vị cặp bông tai này nha quý vị, với giá là 960 đô la cho cặp bông tai đặc biệt này. Cặp bông tai này nó vô cùng có giá trị bởi vì quý vị nhìn những cái viên đá Tanzanite thiên nhiên này là màu xanh tím, mà nó cắt thành những cái hình gọi là hình Mochis rất là đẹp quý vị, nó rủ xuống. Rồi ở phía dưới là hai cái viên Pink Sapphire mà màu hồng đẹp xuất sắc. Cái cặp bông này là gần 3.000 đô la mà chỉ còn có 960 đồng. Chị bông tai số 2, cảm ơn chị Kim Oanh nha. Cũng là một trong những khách hàng rất là dễ thương của công ty suốt bao nhiêu năm nay. Một lần nữa rất là cảm ơn chị, cũng như là tất cả những quý vị khách hàng mà bao nhiêu năm nay là luôn luôn âm thầm theo dõi công ty. Có những khách hàng luôn luôn mua sắm. Lâm Thủy rất là trân trọng quý vị và rất cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Nhiều khi Lâm Thủy không có ngồi mà đọc hết danh sách tên từng khách hàng, nhưng công ty chúng tôi đều nhớ tất cả từng khách hàng. Đó, rồi. Cặp bông tai này vô cùng đẹp. Bây giờ quý vị muốn, bây giờ em có một cái sự lựa chọn là một cái dây chuỗi ngọc trai này, quý vị thích không? Wow, đẹp lắm nha quý vị. Số 19. Số 19, wow, cái chuỗi ngọc trai này quý vị ơi, nó có một cái hoa là như là một cái pendant màu tím nằm ngay bên hông. Yeah. Nhưng cái sợi dây này quý vị có thể đeo thành một sợi cũng được. Mình đeo thành một sợi là mình mở cái này ra. Cái này nè quý vị, cái này là một cái khóa mà quý vị biết nó đặc biệt lắm. Ở phía sau á là nó có hai cái khóa, nó giữ lại hai sợi dây ngọc trai chứ không phải là một cái khóa nha. Mà quý vị mở ra nè quý vị, bật nó ra. Lấy cái mặt dây chuyền này ra. Cất vô. Còn cái sợi dây này mình đang đeo như vậy, giờ mình đeo thành một sợi dài.
Đó, quay thành một sợi dài. Đó, đây là ngọc trai Freshwater Pearl. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều nha. Rồi mẫu này quý vị đeo dài xuống như vậy cũng đẹp. Quý vị muốn đeo, quý vị quấn lại ở chính giữa cũng đẹp. Và đây là ngọc trai thiên nhiên, ngọc trai Freshwater Culture Pearl, Aquarius Pearl. Mà quý vị nhìn cái chất lượng nó bóng lượng vô cùng. Cái sợi dây này nha quý vị, là được thiết kế từ bên Nhật bằng vàng 14K. Cái khóa cũng có viên ngọc trai. Đó, quý vị nhìn lên số 19. Quý vị nào muốn lấy sợi dây này không thôi đó quý vị nha, là 1.250 đồng cho sợi dây này. Còn cái khóa này đặc biệt, cái khóa này Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 950 đồng cho cái mặt dây chuyền này. Đó, ở trên màn hình là quý vị thấy mình để nằm ngang, nhưng mà quý vị đeo nằm dọc cũng lộng lẫy lắm, hướng nào cũng đẹp hết. Rồi đó, ai mà yes, cái mẫu này quý vị thấy nó đẹp không quý vị? Cảm ơn quý vị, rất là nhiều quý vị mê phật với cái mẫu này ha. Rồi, quý vị thấy cái mặt dây chuyền không? Ồ, nó giống như một cái tia lửa, là nhờ những cái sự mà kết nối lại kim cương và đá amethyst. Cái mặt dây chuyền xin lỗi 1.050 đồng, cái dây là 1.250 đồng, cái mặt là 1.050 đồng, xin lỗi quý vị. Đó. Này là show nữa phải không? Này bên đây. Wow, em đang cầm đẹp quá quý vị ơi. Em đang cầm một số sản phẩm đẹp lắm mà bây giờ không biết kịp giờ hay không, nhưng mà quý vị đừng lo. Chúng ta còn thời gian mà. Cái bộ này quá đẹp luôn. Đó, người nào thích đeo những cái ngọc trai mà sang trọng đó, mà kết nối với lại cái mặt dây chuyền phải nói là có 1 không 2 nha. Rất là đẹp. Đẹp mà nổi bật luôn cái sự thiết kế. Cái sợi dây này thì quý vị đeo lên rồi quý vị mới thấy nó sang như thế nào. Đeo lên là nó thành quý tộc. Sáng nay em biết em ăn cái gì mà giờ bắt đầu đói bụng rồi quý vị. Đó, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Đến không ăn xôi, hôm nay ăn xôi no lâu. Em nay em ăn nguyên một nồi xôi đó. No lâu mà. Vậy hả? Wow. Cho nên em ăn là bằng tí tí thôi. Tại cái xôi nó rất là no lâu. Thì nở ra. Nhưng mà giờ lại đói rồi. Chứ tắt máy lạnh rồi, biết có nay nóng không nha. Dây mạch đẹp quá, ai cũng nói mê quá. Chỉ nổi con cái là có em. Ồ, nãy cô mua gọi Thanh đem cái dây qua cho cô luôn. Làm mình cái gì đó nhẫn này chị lấy. Ồ. Rồi đó, quý vị nào thích cái sản phẩm đó thì cứ gọi vào nha. Rồi kế tiếp là gì đây? Ok, cặp bông số 10, số 21. Số 21 nè. Ok, mặc dây chuyền ngọc trai để cho cô đưa thêm. Thêm ơi, cái này đem về cho cô. Viết cái số phone của cô xuống luôn cho anh thêm đi. Số 2. Ok rồi, quý vị ơi, bây giờ Lâm Chủy xin mời quý vị nhìn lên số 21. Đây là mỗi cặp bông tai hộp xoàn 2 carat hơn. Wow, cặp bông tai này, cặp bông tai này nha. Ok em, hello Kim. Ok, em thét qua cho anh nha, anh giữ sợi dây. Cặp bông tai hộp xoàn Emerald Cut Diamond. Đó, mỗi bên là 1 carat. Cặp bông tai này đó quý vị, là chiều dài của mỗi viên hộp xoàn là 6.3 à, mỗi viên là khoảng 1 carat. Đây là hai viên hộp xoàn nước đi VS Clarity, nước đi VS Clarity. Nhưng mà quý vị biết sao không? Cái cặp bông này mà quý vị nam nào mà mua là hết ý luôn nha quý vị. Cặp bông này á, là quý vị có thể đeo thành hai kiểu khác nhau. Rồi, quý vị ơi, cái kiểu này á, là quý vị có thể gỡ ra, là nó có cái jacket. Mình gỡ ra, quý vị đeo cái hộp không như Lâm Chủy đang để trên tay nè. Được không? Đó, đeo cái hộp không, còn đeo chung vô thành nguyên một set. Cặp bông này được làm bằng vàng 18.
Ngày hôm nay Lâm chỉ gửi đến quý vị cặp bông tai này với cái giá rất là rẻ nha quý vị. Chỉ có nguyên một cặp bông tai hột xoàn gần 2 carat hơn. Vỏ thiết kế bằng vàng 18 mà quý vị đeo được hai kiểu khác nhau. Cặp bông tai này chỉ có 5.990 đô la. Oh my god, quý vị đi kiếm được hai viên hột xoàn giáp cắt emerald khách không bao giờ dễ đâu quý vị. Quý vị mua hột xoàn tròn thì dễ chứ Rồi, vâng. Thường thường nhẫn thì mình thấy nhiều, nhưng mà bông tai thì ít khi mình thấy. Đó, một lần nữa. Đây lại là hai viên kim cương emerald cut trong suốt, trắng thiệt là trắng luôn nhớ vị, đẹp lắm nha. Và trong cái vỏ. Hỏi cô cái này là số này là ngọc trai phải không? Người để đến anh thêm đem về cho cô luôn. Ok quý vị, cặp bông tai này là một cặp bông tai hột xoàn. Anh thấy tin nhắn của em rồi Kim, cảm ơn em nha. Rồi quý vị, đây là một cái cặp bông tai mà quý vị biết là cái giá cắt là emerald cut 2 carat, tổng cộng mỗi bên là 1 carat, khoảng 1 carat, gần 1 carat luôn á. Đó, nha quý vị. Tôi gọi cho cô, Dạ, mình cần lấy thông tin để ảnh đi về cho nên mình phải finish cái sản phẩm đó. Ok quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Mẫu thiết kế là cặp bông tai hộp sàn emerald cut. Oh hello chị Thu Thúy Lê, cảm ơn chị. Lâu ngày không gặp chị nha, cảm ơn chị rất là nhiều từ bên nước Việt Nam. Rồi mẫu thiết kế số 21 là cái cặp bông tai emerald có. Mỗi bên là một viên để... emerald cut. Tuyệt vời, đẹp lắm luôn quý vị. Anh Kim đem cái nhà cái cô luôn thôi. Ha. Thứ không hai. Cái màu vàng nha bên hông. Rồi. Quý vị nào mà lấy cặp bông tai thì vẫn đem về cho cô nha. Bảo đảm quý vị sẽ thích lắm, bởi vì không dễ dàng mà có được một cặp bông tai hột sần 1 carat mỗi bên. Một viên hột sần 1 carat thôi là 7 đến 8 ngàn đô la. Quý vị biết là như vậy rồi. Quý vị biết là đi mua hột xoàn mà bông tai hột xoàn tròn á, thấy vậy chứ đi kiếm được một cặp bông hột xoàn 6 ly rưỡi dễ vô cùng. Nhưng mà kiếm được một cặp bông tai hột xoàn 2 carat emerald cut khó vô cùng quý vị, không dễ. Và khi quý vị kiếm được, người ta sẽ bán một cái giá double, bởi vì đó là cả là một cái công trình để lựa được hai cái viên emerald cut. Và nếu mà quý vị đã lấy chiếc nhẫn số 21 này rồi, quý vị phải lấy luôn cho em cái nhẫn đi, bởi vì cái nhẫn số 22 nó lộng lẫy, nó là một viên hột xoàn một, để em coi cái này là một carat hơn, cái này là một carat 20 hay một carat 10, mà đây là một cái nhẫn emerald cut vĩ đại. Cái nhẫn này là nó bự bằng cái đồng 25 cm, quý vị. Lâm sẽ đeo trên ngón tay của Lâm Trời Vĩ nè quý vị. Quý vị thấy nó to không? Ở chính giữa là một viên hộp xoàn emerald cut. Cái nhẫn này là 13.000 đô la. Nhưng quý vị đừng có lo, em sẽ để cho quý vị cái giá. Cái viên hộp xoàn này là nước E-Color VVS Clarity nha. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn. Quý vị thấy đẹp không? Cái nhẫn này được làm bằng platinum. Tổng cộng là 6 carat hộp xoàn để làm lên chiếc nhẫn này. 13.000 đô la. Ngày hôm nay Lâm Chủy để cho quý vị chiếc nhẫn này. 6.990 đô la. 6.990 đô la. Nó bự giống như là một cái nhẫn hộp xoàn mà to bằng cái đồng 25 cm vậy đó quý vị. Quý vị thấy nó bự, em đeo trên ngón tay của em. Vĩ đại. Ở chính giữa là một viên hộp xoàn 1 carat mấy là quý vị, 1 carat 19, 1 carat 15 gì đó. Mà nguyên chiếc nhẫn này làm bằng platinum mà hình như wow, cái nhẫn này nó to. Oh my god, quá là bự luôn quý vị ơi. Đẹp quá. Xong, cái nhẫn này là không bao giờ có cái thứ hai giống vậy. Quý vị muốn mà duplicate cái nhẫn này cũng hơi khó đó. Rất là khó nha. Bằng platinum không? Platinum. Quý vị thấy công ty mình đem đến quý vị những sản phẩm platinum đẹp rất là rồi. Nhiều. Em có những cái collection platinum hiện đại cũng có, những sản phẩm contemporary cũng có, những sản phẩm estate jewelry, những sản phẩm vỏ, bất kỳ cái sản phẩm platinum nào chúng tôi có cả là một cái inventory rất là nhiều sự lựa chọn cho quý vị. Đó là mẫu thiết kế số 22. Bây giờ là khách hàng mà chốt đơn mà liên tục, em cũng hơi bất ngờ với
với chương trình ngày hôm nay. Em sợ là quý vị cứ cứ thấy em khai trương miên man vậy thôi, xài tiền quá trời nhiều luôn. Em chỉ sợ thôi, nhưng mà thật sự được quý vị mà ủng hộ như vậy đó là một cái điều rất là blessing. Cái mẫu nào của tour Senegal đây, đây hai cái này cô lấy này luôn hả? Không. À ok, okay. Yeah, ok. Còn chiếc nhẫn nữa. Còn chiếc nhẫn nữa. Rồi chắc gọi cho anh đi chứ. Bây giờ rồi. Rồi gọi. Ok quý vị, và chúng ta sẽ đi qua mẫu này. Bây giờ đó số số đẹp lắm, 24. Anh ơi, cái chiếc nhẫn em mới làm sai đó, nãy xong 24 nha. Tại em đem wow, cái nhẫn 24. Tất cả là những cái trái tim. Dạ không, tại vì anh thêm anh cái trái tim. Đó. Wow. Dạ cảm ơn anh. Trái tim. Wow. Cái dây này nó đi là nửa vòng cổ. Tổng cộng là 4 carat hột xoàn, chiều dài là 16 inch thôi quý vị. Tại nếu mà quý vị muốn đi 18 inch á, thì em sẽ nối ở phía sau. Nối mà nó không có thay thiết kế trái tim ở phía sau thì ok. Còn hiện tại bây giờ nếu mà quý vị muốn đi hết trái tim thì nó phải là 16 inch. Thì cái hột xoàn nó đi có phân nửa thôi, phân nửa phía trước cổ nha. Rồi, cái dây này là tổng cộng là 4 đến 5 carat hột xoàn. Nó kết lại thành những cái trái tim bằng vàng 18, và sợi dây này Lâm Sủy xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có 3.480 đô la. Ngày hôm qua khai trương tiệm, chị này chỉ ra chỉ thấy cái hộp sàn 10.500 đồng, chỉ trả một lúc 10.500 đồng. Rồi đến một cái chị kia thấy mỗi cặp bông tai hộp sàn 16.000 đô la, nhanh gọn lấy một cặp bông tai 16.000 đô la. Mà em nói trời ơi, em không có nghĩ là, tại vì những cái chị này là mấy chị không có đeo những cái đồ mà nó bự bự á. Tự nhiên ngày hôm qua mấy chị ra, mấy chị mua rồi, có một cái anh này anh mua một cái nhẫn nam quý vị gần 29.000 đô la một cái nhẫn nam để anh đeo. Nghĩa là trong một cái ngày khai trương mà công ty mình bán những cái đồ bự bự bự. Rất là vui để đem đến quý vị những cái sản phẩm kim cương tuyệt vời nha. Rồi nói tới cái sợi dây chuyền kim cương này, quý vị thấy không, đi với những trái tim. À, nhưng mà đây là mỗi trái tim này là có 3 viên kim cương kết lại. Mà nhìn giống như một viên kim cương to. Trái tim và đều là một lần nữa kim cương trắng, sạch, chiếu, đẹp nhớ vậy. Rồi à, họ đi hết giống như nửa cái vòng kim cương. Rồi sau đó... À, đây có mùi thuốc thơm nó nằm ở đây. Dạ bông. Ở đây nó có cái một cái chai thuốc thơm. Em để đây mà cái chai thuốc thơm đó nó khác với cái mùi nằm ở phía trước là cái mùi Jo Malone. Cho nên là hai cái mùi này nó làm cho Lâm Thủy bị nghĩa là em bị là em không phân biệt. Em nói là cái mùi kia nó rất là sang, tại vì cái đó đó là một cái mùi mà hình như là em không biết nữa, bạn nào đó mua thử thì cái mùi đó là nó là chemical. Còn cái mùi nước thơm trong tiệm của em là em dùng Jo Malone đó, thì cái mùi cái hương của nó rất là nhẹ, là nhẹ, mà cái hương của nó không có bị nghĩa là rõ ràng cái mùi mà cứ chừng ngồi với mình thấy là cái mùi hương đó đó. Cho nên là Lâm Chuỷ hôm qua được cái chị này chỉ tặng cho một trái thơm. Chị nói như là em có trái thơm đó, em lấy cho anh trái thơm nhỏ nhỏ nó chưa gặp. Dễ thương đúng không? Nãy em thấy em nói wow, ở đâu vậy? Không có biết làm sao mà chị nói chứ. Chị coi chương trình của em á, chị biết á là em thích thơm. Chị tặng cho em trái thơm, nhưng mà trái thơm này á là nó có nước ở trong đó. Là lúc nào nó cũng trôi chảy, công việc của em lúc nào cũng trôi chảy. Rồi sau đó đó, trong cái nước này em có vàng, là vàng lúc nào nó cũng giữ lại với em. Trời, cho nên sao mà chỉ ngồi chỉ coi mà chỉ không, biết chị cũng ấy quá ha. Go tỉ, rồi. Tỉ mỉ dễ sợ yes, ha. Yes. Quý vị thấy khách hàng rồi cũng quý lắm, ha, quý dạ, lắm. Vâng. Cho nên là chỉ biết em thích mùi thơm. Mà không phải mùi thơm cho em, quý vị thật sự quý vị hiểu là Lâm chỉ bị thích mùi thơm cho tất cả khách hàng. Đó, cho khách hàng. Anh đeo cái nhẫn màu vàng, để đeo cái nhẫn màu vàng cầm trái thơm mới đúng chứ. Cái nhẫn màu vàng đây, nhẫn màu vàng. Đó, đang nhẫn vàng, đeo cầm trái thơm màu vàng, đeo sợi dây chuyền màu vàng, cái hoa màu vàng, nguyên cái set luôn, cái là đồ trang trí nó cũng đi cùng với kim cương trên người. May là không mặc bộ đồ màu vàng luôn. Dạ không. Ok. Chứ không mà em cũng bị chìm điểm luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha quý vị. Tối hôm qua đeo nhẫn hột sàn bự lắm mà sao nay không có đeo. Dạ đeo đúng rồi. Vậy hết lâu lâu đeo nhá nhá vậy thôi. Đeo quá trời quá đất quý vị trời.
đeo mà giống như là thật sự mỗi lần mà đeo nhẫn bự cũng khó chịu, sợ nó va vô đâu. Dạ đúng, không thiệt. Nói thật sự nha, quý vị biết là em, quý vị thấy em đeo kim cương bự bự á, là em chỉ đứng, em chỉ huy nhìn thôi chứ không làm gì. Chứ còn biểu giờ em ngồi viết receipt làm gì, em thấy sao nó cứ va này va cái kia, em ngại quá. Không mà nó mỏi tay, thật sự giờ em phải tháo ra, là mỏi quá. Thật sự Khí Trần có cái rất là kỹ. Em đeo một lần á, một ngày, lần qua ngày, lần sau mà em đeo, em phải rửa mà em phải giữ nó kỹ lắm. Cho nên không bao giờ quý vị sẽ thấy nó bị một phai màu gì, nó lúc nào nó cũng sáng lấp lánh. Chị kia, chị nói với Lâm Trừ Vĩ chứ, hôm qua chị nhắn tin với em, chị ra tiệm mấy chục lần là hoài, đâu có gì thấy cái Trần đeo đâu, đeo nhẫn đâu, thấy mặt dây chuyền có đeo, mà hôm qua chị đứng chị thấy đeo có những một xoàn gì bự dưới cho em. Anh nói em đâu biết được chị, trời Hi xoàn Hi có nhiều mà Hi đâu có đeo, chỉ đeo lâu đeo dây cổ thôi, chứ Hi có lắc tay chắc cũng phải 5-7 cái, đồng hồ cũng có mấy cái dây chuyền bông, tôi không lấy bông tai lộn, dây chuyền vòng kim cương gì từ lưa ấy, nhẫn cũng 2-3 cái, phải 1 cái đâu, nhiều lắm đó, chứ mà tại không đeo thôi ha. Sự đó là giống tất cả quý vị, em có những khách hàng mua kim cương cả thùng luôn, chứ đừng có nói cả hộp, và họ nhét trong cái thùng bự vậy nè, không bao giờ mà đeo. Nhưng mà quý vị biết là gì, quý vị tiền mình nằm ở đó, mình có niềm vui thì cái đó là cái quan trọng. Rồi cảm ơn chị Natalie Phan và hello. cái dây cổ lại như quý vị, số 24 hello. 24 với giá là 3.480 đô la nha quý vị, 3.480 đô la cái tim. Rồi không biết chị có sao không, thấy từ cái phone nó té rồi. Ok rồi, 3.480 đồng. Ok, có em này dễ thương lắm, em đang chờ thẻ về em mua. Ok em, quý vị ơi, quý vị nhớ apply cho thẻ xin thẻ mà 12 tháng không tiền lời nha nha quý vị. Rồi quý vị nào thích lấy ngay cái sợi dây nha, mình chỉ có một cái sợi đó thôi đó, ai mà thích trái tim á thì đó, sợi dây kim cương quý vị thấy không, những cái viên kim cương nó rất là sáng, rất là chiếu mà nó trắng tuyệt vời luôn. À, bạn này ở bên Canada, mẫu nào cũng đau tim đẹp quá nhưng tiền US đang cao quá anh Vĩ ơi. Ở bên Canada, Nhật không, Nhật cũng bị, đồng tiền đô la bây giờ giá trị lắm đó. Đồng tiền đô la hôm em, nay là... em nghĩ sẽ còn giá trị hơn nữa. Sáng nay là I have một cái cô này bên Trung Quốc, cổ qua cổ khách hàng, cổ nói bên Trung Quốc ông Trump ổng lên người ta vui mừng, ăn mừng quá, người ta thích quá, người ta tự tin. Cổ nói là tự nhiên bên Trung Quốc người ta mua sắm như là bùng nổ lên. Ô lạ ha. Cho nên là quý vị thấy tất cả có những tín hiệu tốt thì thôi, một cái chặng đường mới của nước Mỹ sẽ chuẩn bị chào đón chúng ta năm 2025. Thì bây giờ mình không biết tương lai đi về đâu, chẳng có ai biết tương lai về đâu, nhưng mà hiện tại nếu quý vị cảm thấy quý vị thích cái gì quý vị làm thì quý vị cứ làm. Còn bây giờ mình làm, mình sống trong sự phập phồng, sự lo sợ, không biết mình có cần cái gì hay không, đó khó lắm quý vị. Bây giờ Lâm Chủy có một cái mẫu này, yeah, hello, là một cái nhẫn hộp xoàn, yeah, số 28. Tôi nghe 28 là một cái nhẫn hộp xoàn trắng, thật là trắng luôn quý vị ơi, nó đẹp lắm luôn. Dạ. Yeah. 8.5 ly. Dạ, cái phone nhiều khi mất sóng thôi. Để em nhắn tin qua cho chị, 8.5 ly nha. Rồi mình đến với một chiếc nhẫn. Ở đây cũng lại là một viên kim cương. Wow, quý vị ơi. Ồ, cái này là nước đi nè quý vị ơi, nó là VVS luôn á, em thấy nó sạch ha. Phải không? Đây, đẹp quá. Coi cái nhẫn này, nhẫn này là 8.5 ly. Cái vỏ hộp xoàn này là mẫu mới của công ty. Viên hộp xoàn này là nước đi color, nó là SI Clarity. Wow. Lâm Trừ Vĩ gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với cái giá chỉ có 11.900 đô la cho chương trình khai trương 45% off ngày hôm nay. Cái nhẫn này cũng phải là trên 17-19.000 đô la đó quý vị, chưa kể cái vỏ. Cái vỏ này là mình bán là khoảng 3.700 đô la, hay là 3.500. Cái viên kim cương này nó cũng là một cái viên kim cương đặc chị biệt. Chị Christy Phạm, chị nói chị đi mấy người bạn trong hãng, chị nói chị á, chị tại chị đeo nhiều trang sức nên ta hỏi chị chứ, ê Christy mày đeo bling 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 nhiều không sợ cướp hả? À, giờ chị trả lời làm sao chị? Dạ chị phải trả lời là nếu sợ cướp tôi đâu đeo. Nói chung em cũng không biết nói làm sao nữa. Nói thiệt nhau vị. À,
ai mà thích cái viên kim cương mà trắng, thiệt là trắng mà nó chiếu đẹp á. Nãy giờ là ba chai nước rồi đó nha, bốn chai nước rồi đó nha. Nó SI nhưng mà cái viên kim cương này em phải nói là nó rất là đặc biệt. Cho nên quý vị nào mà muốn mua một viên kim cương một cái giá rẻ mà đẹp thì đây viên kim cương này My dùng bỏ qua. My birthstone favorite. Có baseball hat, bat hả? Chị có cái baseball bat, chị có cái gậy đó, hả? Rồi cái vỏ kim cương này quý vị thấy rồi, họ cũng đi với những viên kim cương cũng to nhá vị, 3 ly, đó, nguyên một cái vòng, rồi hai đường viền kim cương khoảng đâu 1 ly 8 dọc hai bên. Chiếc nhẫn này đẹp, xuất sắc luôn nha. Em nói rồi, quý vị nhìn, quý vị không thích, quý vị không cần lấy, cái này là bao luôn á, giống như bao sầu riêng á. 11.900 đồng. Cái vỏ này quý vị muốn mua thì cũng phải 3.000 mấy đồng chỉ bán. Đẹp lắm. Cái vỏ này. Này là chiếc nhẫn đẹp. Đó. Em mà nua nữ trang là hôm sau em đeo liền, đúng rồi. Lâm chuẩn bị cũng giống quý vị, mua là nhiều khi không đợi tới hôm sau nữa. Em có gì đó one red dragon lady là mua về là phải làm liền, sơi liền. She won chiếc nhẫn ngọc trai hôm qua mà em không quên, chưa kiếm được. Cái nhẫn ngọc trai mà bạn đó muốn hồi nãy cái Trần vừa bán cho chị đó là bởi vì chị đặt rồi. Đúng rồi, cho nên hôm qua em chị có nói là bán rồi. Cho nên là sáng nay là mình phải đi kiếm cái nhẫn cho chị đó đó, bởi vì em đã để nó đúng chỗ đó. Ok rồi. Ha, xong rồi nha, được chưa quý vị? Bây giờ có gì nữa không? Hôm nay là chương trình, quý vị thấy là thương hiệu mới, tiệm mới, sản phẩm rất là độc đáo. Những sản phẩm này Lâm Trừ Vĩ phải cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhiều khách hàng đôi lúc gọi cho Lâm Trừ Vĩ nói chứ ôi em ơi sao gọi em khó quá, chị gọi Tổng thống Trump còn dễ gọi em á. Phải không? Thử đi em. Em thấy là gọi ông Tổng thống Trump cơ bộ hơi khó, gọi em thì chứ dễ. Nên nói vậy thôi thì ai cũng hay nói vậy chứ phải không? Ra làm sao mà ấy được, sao gọi được tổng thống. Thôi lạnh ha. Bởi vậy cho nên làm cái gì đó bây giờ làm sao không, bây giờ còn cái gì nữa, quý vị nào muốn mua gì cho em biết, còn mấy đồ này đẹp lắm mà. Thôi bây giờ em dùng quyết định đem cái nào lên đây, không được muốn đem cái nào lên. Em vỡ theo cái bự luôn đi, cái nhẫn bự hay là sợi dây chuyền. Nhẫn bự đi. Dây chuyền để lại. Yes. Dây chuyền để lại, nhẫn bự phải không? Yeah. Tại đó. Một cái vị đây cũng đang thích coi những cái nồi to. Thôi bây giờ mình đi cái emerald đi. Trước khi đi cái nhẫn bự, ở bên cho quý vị cái nhẫn nhỏ trước đi, số 25. Oh my god, cái nhẫn này quý vị. Em thấy nhỏ thì cũng không phải nhỏ lắm, cũng to. Cái vỏ nó vĩ đại luôn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá quý vị ơi. Em thấy có mặt xanh. À, có mặt xanh em. Cái này là viên ngọc xanh, là gần 7 ly, 6 ly 8. Cái vỏ này nó đẹp. Cái vỏ này mình cũng bán, quý vị nào muốn mua vỏ này mình bán cho quý vị cũng 3.000 mấy. Chiếc nhẫn này Lâm Chủy để cho quý vị giá, một cái giá mà quý vị đừng từ chối giùm em nha. 5.880 đô la thôi. 5.880 đô la viên ngọc xoàn 1 carat hơn, 6 ly 8 là gần như 1 carat mười mấy á. Nước đi, SI Clarity. Lại thêm một chiếc nhẫn rực rỡ lộng lẫy nha quý vị. Có đồng hồ Rolex, em nhắn tin cho anh đi. Mình đang đẹp có một số lắm. Đồng hồ Rolex nữ đang on sale, hôm qua cứ Trần đi kiếm một cái đồng hồ cho khách hàng rồi đó. Rất là đẹp. Cũng kim cương, từ cái vỏ cho tới cái viên kim cương to đều là những viên kim cương trắng tuyệt vời nhớ vị. Lấp lánh long lanh. Đó. Phải nói là có 102, 5.880 đồng mà bảo đảm quý vị đeo lên, người ta nghĩ chắc quý vị cũng phải 10.000 trở lên chút ít đó. Không thiệt, cái nhẫn mũi vị đeo lên bảo đảm quý vị. Cái này không thể nào mà không phải là chiếc nhẫn mà không thể nào không nói là show off được. À, ai mà thích show off, đây là một chiếc nhẫn phải nói là show off, thả ra luôn. Từ cái vỏ cho tới cái viên kim cương phải nói là đều trắng, đều đẹp nhớ vị, đều xuất sắc hết. Đó, mà chiếc nhẫn mà Lâm Chủy nói là chiếc nhẫn nhỏ, nhỏ. Nhỏ thì không thấy nhỏ đâu. Cái viên kim cương thì cũng cả ra mấy, đó.
những cái vỏ hệ thống làm cho cái viên kim cương này nhìn nó to. Đó, coi như là tổng thể là coi như là cái chiếc nhẫn này nhìn là nó hơn một cái lóng ngón tay của mình đó vị. Đó. Đi kim cương hệ thống tới 3 vòng kim cương. Đó, rồi những cái đường viền kim cương dọc hai bên nữa mà đều là những viên kim cương nước đi VVS theo thì trong cái vỏ này nhé vị. Nó trắng mà nó sáng, rồi cái viên kim cương to cũng trắng y chang như cái vỏ luôn. Rồi đó là sản phẩm số 25. Còn cái gì to nữa không? Rồi nhớ nhớ vị, vị nào mà chưa biết về cái thông tin mà mua sản phẩm mà thẻ credit card không tin lời từ 6 tháng tới 1 năm. 6 tháng đến 1 năm em nói thiệt nha. Ai mà cho em mua lại mua liền. Đằng sau lưng anh Chris là mặt dây chuyền cẩm thạch phải không? Ồ. Sau lưng anh Chris là... Cái đó em rồi em ơi. Đây giờ anh đứng lên cho quý vị coi chút xíu đi. Cái đó đi. Quá đẹp luôn. Let's stand up chút xíu cho quý vị coi cái không gian ở đây chút xíu nha quý vị. Ok. Let's get up. Để em hóc bụng vô một chút hơi sợ. Nếu mà có thấy em tròn trịa thì cũng không... Don't worry. Để em đứng bên hông này cho quý vị thấy em rõ nè. No, no, cho vô đây đứng đây đây. Nào quý vị thấy đây là bảng vàng, nút vàng của em. Đây là... quý vị biết là khi mà mình design cái chữ ở đây đó quý vị, tất cả những cái chi tiết ở đây quý vị rất là tốn kém, hoặc nó không phải là những cái material, những cái detail mà nó rẻ tiền quý vị, cho nên là khi mà chúng tôi design một cái tiệm thì dĩ nhiên quý vị thấy là nếu mà mình bán hột xoàn mà cái gu thẩm mỹ nhìn hột xoàn của mình như thế nào thì cái gì nó cũng phải đi cùng, chứ em không thể nào mà em làm một cái gì nó bừa bãi được quý vị. Em không có thể nào mà lắp ráp vô mà Lâm Chuyện muốn phải có cái thiết kế, cho nên là đây là cái nơi mình để bảng vàng hoặc là nơi trưng bày rất là nhiều những cái gì đó nó đặc biệt ở đây. Và ở đây nãy em đó em nói là em phải ở đây nè. Đây nói đây nè. Ồ nhưng mà thôi, anh phải lấy ở đây, em nhìn bên kia nhưng mà anh muốn em nhìn ở bên đây nha. Yeah. Ở đây là một cái viên emerald này đó. Quý vị biết tại vì sẵn em nói là cẩm thạch nhưng mà đây là emerald. Emerald, cái viên emerald này đó quý vị là 20 mấy carat. Mà quý vị biết là chỉ cái viên này không thôi đó quý vị, cái viên emerald này không thôi đó, giá trị hiện giờ đó quý vị nó cũng trên là 90 mấy, gần 100.000 đô la. Đó, cái mặt dây chuyền này là cũng gần 100.000 đô la. Đó, mình không nói tới sợi dây. Đây là cái viên emerald đến từ cái mỏ Musselmite của Colombia. Mỏ này hầu như bây giờ là không còn nữa quý vị. Ở trên thị trường quý vị sẽ không thấy được cái sản phẩm đá emerald mà cái màu này nữa, nó trong veo. Quý vị đi vào Harry Winston hay là Cartier, một cái viên emerald khoảng 4-5 carat thôi, bây giờ cũng hết vài trăm ngàn đô la bởi vì nó là thương hiệu. Đó, xong rồi em sẽ để này đây đi ha. Bên cuối trần thì thôi lần sau, nhưng mà đây cho quý vị coi cái sợi này nữa. Đây là một cái sợi của Cartier, tất cả là Natural Ceylon Sapphire. Quý vị thấy đây là những cái viên sapphire, phải nói là kết thành từng cái bông. Đó, quý vị thấy cùng cái màu áo của em đang mặc. Đó, nguyên một cái dây Cartier này ha. Mà quý vị nhìn, để phía sau cho quý vị nhìn. Ở phía sau quý vị thấy đẹp không? Thủ công họ làm ở phía sau, đặc biệt vô cùng luôn, đóng dấu thương hiệu Cartier ngay đây. Đó, và cái dây này, mỗi cái bông hoa lấp lánh, lộng lẫy và lung linh. Cho nên là quý vị nào mà nói thật sự quý vị thấy những cái sản phẩm Lâm Chuỵ bán ở trên livestream, phiên bản livestream hoặc là trên TV hoặc trong chương trình đấu giá tại Cali á, thì có những cái mẫu mình bán nó nhẹ nhàng. Nhưng thật sự ở ngoài đời thôi quý vị, Lâm Chuỵ có những ngôi sao, những người celebrity, rất là nhiều những người nổi tiếng nhất ở Orange County này là những khách hàng rất là thân thuộc của thương hiệu chúng tôi. Mà dĩ nhiên mình phải giữ cái gì gọi là confidential information, mình không có thể dùng tên tuổi họ để quảng cáo được, trừ khi có những người mình với họ có những cái agreement. Cho nên là cảm ơn quý vị một lần nữa, mình sẽ, nếu mà Lâm Chuyện có thời gian, mình sẽ đi vòng quanh lần sau sẽ giới thiệu thêm nữa ha. Đó, được không? Xong chưa? Rồi ha, giờ bây giờ trước khi chấm dứt chương trình, có quý vị nào có câu hỏi gì để em chia sẻ với quý vị nữa không? Để coi giờ có cái hộp sàn bự này đi.
trong lúc chơi cặp bỏ hình và bỏ gì đó cái camera lại, thì em có cái hộp sàn này bự lắm quý vị. Cái viên hộp sàn này phải nói với quý vị là amazing. Wow. Wow, wow, wow. Cái viên hộp sàn này nha, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu quý vị. Cái viên hộp sàn này là 10 ly. 10 ly, gần như 10 ly quý vị. 10 ly. Số 30. Có giấy chứng nhận GIA. Wow. Cái viên hộp sàn này là 10 ly nước M color. Đẹp không quý vị? Wow, cái nhẫn này phải nói là đặc biệt lắm nha quý vị. Cái viên hộp sàn là 10 ly. Nếu mà quý vị muốn mua một viên hộp sàn 10 ly, nó phải là 4 carat hơn. 4 carat hơn thì cái viên hộp sàn này nó là nước MVS Clarity. Chiếc nhẫn này quý vị mua 4 carat 10 ly thì cái nhẫn này cũng phải trên 6 đến 70 mấy ngàn đô la. Ngày hôm nay quý vị cũng mua một viên hộp sàn 10 ly nhưng nó chưa tới 4 carat, nó chỉ có 3 carat mấy. Nhưng quý vị nhìn vào, nó y chang như một viên hộp sàn 4 carat. Nhưng cái giá quý vị mua bây giờ còn có phân nửa thôi quý vị. Muốn biết giá nhiêu không? Quý vị bật mí cho quý vị nha. 29.950 đô la. 29.950 đô la. Đó, cái vỏ hộp xoàn thì nó lộng lẫy lắm quý vị. Đeo cái này lên á. Để mình, wow. Nước đeo em lên cho quý vị coi nha. Nước em nhưng mà nó rất là sáng quý vị. Nó, em nói thiệt nha, nó rất là sáng, nó rất là đẹp. Tại vì nó là VS rất là sạch nha. Cái viên kim cương này nhìn to lắm, đã to rồi mình nhìn mình bỏ vô cái vỏ này nó làm cho cái viên kim cương lắc càng vàng to hơn. Ok chị, lắc vàng em sẽ lên lắc vàng lần sau nha, em sẽ lên lắc vàng cho anh sĩ ha. Ok, cái này nó bự, nhìn nghĩa là quý vị mà đeo cái nhẫn này á, em thấy trắng vậy. Mọi người sẽ nghĩ quý vị đang đeo một cái nhẫn hộp sàn 5 carat, ít nhất là gần 100.000 đô la 5 carat. 29.950 đô la cái nhẫn này nó bự đẹp, đẹp chiếu sáng lộng lẫy vô cùng luôn. GIA Certified nước M Color VS Clarity. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đây là một cái nhẫn đặc biệt mà chúng tôi sẽ khép lại chương trình livestream đặc biệt cho ngày Grand Opening. Cảm ơn tất cả quý vị đã tune in ngồi cùng với Lâm Trường Vĩ nãy giờ 2 tiếng mấy đồng hồ. Tối nay về em mở livestream coi lại. Lâu lâu em cũng phải coi em chứ quý vị. Đó. Nhưng ngày hôm qua chị Kỳ Duyên chỉ ngồi coi livestream của chị đó. Phải coi mình chứ, coi mình có gì thiếu duyên không? Có gì mình bỏ thêm duyên vào không? Làm cho nó vui hơn. Hay là mình có cái gì thiếu sót gì thì mình thay đổi, bổ sung. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lâm Trường Vĩ, thực sự quý vị để mà mình khai trương ngày hôm nay á, nó cũng là một cái sự nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì Lâm Trường Vĩ muốn làm sao mà mình bước vô những cái ngày holiday, ngày lễ Black Friday là mình sẽ vào ngày tối Thanksgiving là mình sẽ livestream cùng với quý vị này, rồi chương trình Christmas, chương trình New Year, rất là nhiều những cái chương trình kế tiếp. Nhưng đặc biệt tối ngày hôm nay tất cả quý vị mua sắm đâu cái chân cầm chúng tôi sẽ có một phần quà tặng đặc biệt kỷ niệm của công ty gửi đến tất cả quý vị. Nãy quên bận quá không giới thiệu, nhưng mà tất cả quý vị mua sắm ngày hôm nay quý vị đều nhận được một phần quà tặng. Quý vị thấy là đây là mẫu thiết kế giỏ sách này là của công ty mình thiết kế riêng, dây bằng lụa ha, màu rồi đẹp. Màu xanh nha, rồi đây thiết kế hình con rồng, mà con rồng này đó quý vị nó là màu xanh blue, vàng xanh blue. Ở phía dưới đây đó quý vị là ba viên hộp xoàn, nó ý nghĩa gì quý vị? Ý nghĩa phước lộc thọ hoặc ý nghĩa I love you. Đó là hai cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Cho nên là cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị có được những cái ngày lễ holiday trong tháng 11 này thật là nhiều điều hạnh phúc, may mắn, và chúc quý vị luôn luôn có thật là nhiều tiền để trở lại với chương trình livestream vào ngày thứ ba, thứ năm và tối ngày chủ nhật. Xin chào, tạm biệt. Hệ thống kim cương cao cấp Lâm Triều Vĩ Diamonds xin kính mời tất cả quý vị đến với những sản phẩm kim cương thiên nhiên GIA, Pink Diamonds, Cẩm Thạch, AJ,
Burma Ruby Emerald và thiết kế vàng Italy 18K. Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, lầu 2. Xin kính mời tất cả quý vị mua sắm với 3 chương trình livestream hàng tuần trên YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamonds Official ngày thứ 3, ngày thứ 5 và Chủ nhật lúc 5 giờ Cali. Chúng tôi là công ty kim cương người Việt Nam duy nhất đầu tiên tại California đạt nút vàng của YouTube, hơn 1 triệu người subscribers và hơn 10 triệu lượt follow. Chúng tôi có chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Số phone liên lạc 310 968 0577. Xin chân thành cảm ơn.